Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Lần trước đó, sau cái phần mà chúng ta tìm hiểu những cái nét căn bản về nghiệp, thì chúng ta đi vào cái bài kinh thứ nhất là bài Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt. Và hôm nay thì chúng ta đi vào cái bài kinh đó là Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt. Thì chữ tiểu có nghĩa là nói một cách tóm tắt, nói gọn lại. Còn chữ đại đây là nói rộng rãi ra, chi tiết ra, thêm ra để cho mình dễ hiểu hơn. Đây chữ tiểu và chữ đại nó có nghĩa vậy. Lần trước khi mà chúng ta học về tiểu kinh nghiệp phân biệt đó, là cái người hỏi là thanh niên xuất phát, có hỏi về cái vấn đề mà ai cũng nhìn thấy đó, là chúng ta sinh ra trên cái thế gian này thì chúng ta nhận cái quả của chúng ta. Cái quả đó là những cái phước báu mà thuộc về cái quả phước thiện hoặc là quả phước trí của chúng ta nhiều hay là ít, thì nó hiển lộ ra trong cái cuộc đời của mình. Đó, thí dụ như bây giờ cái quả mà thuộc về phước thiện nó nhiều đó, mà nó thuộc về quả bố thí, thì mình sinh ra trong cái gia đình cha mẹ của mình giàu có hoặc là đủ ăn đủ mặc. Còn nếu mà cái quả thuộc về phước thiện bố thí của mình là ít á, thì mình sinh ra trong cái gia đình nghèo khổ, vất vả, khó khăn. Và nói gia đình thì chúng ta nói đến xã hội, chúng ta nói cái đất nước. Thì chúng ta có mặt ở đâu đó, ở trên bất cứ một cái xứ sở nào, một cái xã hội nào, một cái đất nước nào, một cái vùng địa lý nào, thì không bao giờ là một sự tình cờ, mà nó là cái quả nghiệp của chúng ta. Do chúng ta đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta tái sanh lại trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh nó phù hợp với cái quả thuộc về phước thiện của mình. Nó có một cái quả phước thiện đặc biệt, đó là cái quả, tuy nói là cái phước thiện nhưng mà dùng cho từ cho chính xác đó, là nó là cái quả mà nó nằm trong cái sở hữu tưởng đúng đây, tức là cái quả mà nó thuộc về đó. Và chúng ta sanh ra mà chúng ta có cái phước đó, có cái trí thông minh thế gian nhiều hay là ít. Thật ra nói cái trí thông minh về thế gian cũng như nói về cái trí tuệ về tâm linh đó, thì chúng ta ai cũng có cả. Nhưng mà trong cái hiện kiếp này nè, chúng ta được khai mở ra cái trí tuệ thế gian, hay chúng ta được khai mở ra cái trí tuệ tâm linh nhiều hay ít, là nó tùy thuộc vào giới. Thí dụ như người cư sĩ là 5 giới, người thọ bát quan trai là 8 giới, hoặc thì giới tử cũng là 8 giới, rồi 10 giới, rồi 100 giới, rồi 348 giới là nói về cái người nữ, còn đây là 227 giới. Bên khất sĩ thì 250 giới. Thì tất cả những cái giới này đó, khi chúng ta thọ mà chúng ta có giữ được không? Giữ được giới không? Và chúng ta có hành được giới không? Giữ giới thì nó có cái phước của giữ giới, mà hành giới nó có cái phước của hành giới. Ví dụ như chúng ta không trộm cắp của ai thì đó là cái phước giữ giới, thì chúng ta sẽ không bị người khác đó, trộm mất cái tài sản của mình, mặc dù có rơi rớt đâu nữa thì người ta vẫn trả lại mình. Còn cái phước hành giới đó là chúng ta không những chúng ta không có lấy của ai, mà chúng ta đó là còn làm giàu cái tài sản cho gia đình của mình, cho xã hội mình một cách chân chính. Chân chính. Bất cứ chúng ta làm cái việc gì để chúng ta sinh sống thì chúng ta nghĩ là chúng ta phải làm cho phong phú, giàu có cho gia đình và cho xã hội một cách chân chính, thì cái đó nó là cái hành giới. Cái thứ hai nữa là trong cái không trộm cắp đó, là chúng ta còn có cái bố thí, chúng ta còn có cái cúng dường. Như lần trước sư cô có giảng rồi đó, cái cách ăn cách ở của mình đối với cha mẹ ông bà của mình, đối với tất cả những cái người thân thiết của mình đó, hoặc là những ai mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời,
mà chúng ta đều có cái tư tưởng là chúng ta san sẻ với người ta bằng cái tình người, thì cái đó là cái bố thí. Đối với những cái bậc trưởng thượng, những cái bậc mà tu tập, thì chúng ta có cái cung cách là chúng ta cúng dường, thì tất cả những cái này cái hành giới. Thì đời này khi chúng ta sanh ra đó, thì cái quả phước nó nằm trong cái giới, nằm trong cái giữ giới và cái hành giới. Và thông thường đó là khi chúng ta giữ giới được thì cái căn bản về cái đời sống của chúng ta đó là coi như là mình vừa đủ. Còn khi chúng ta hành giới nữa thì nó mạnh mẽ hơn. Còn có những người đó, người ta giữ giới, ví dụ như không trộm cắp, không lấy tài sản của ai cả, nhưng mà người ta có cái nó làm cho khuyết đó, nó gọi là cái bỏng sẻn, tức là người ta rất là ích kỷ. Thậm chí cái người chung sống với người ta đó, cùng với người ta làm tạo tác ra tiền bạc, nhưng mà khi cái người này đau bệnh hay người này gặp cái gì đó thì cái người này cũng không có sẵn sàng để mà chi cái đồng tiền của mình ra để cứu giúp. Chúng ta nhớ cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú đó, người cha rất là giàu mà có một đứa con trai duy nhất thôi, mà lại thương cái đứa con trai này vô cùng, chứ không phải là không thương gì không. Thứ nhất là con trai một nè, mà cái thứ hai á là thương con vô cùng, nhưng mà nó bệnh không có chi tiền đâu, không chi. Bà vợ năn nỉ cách nào cũng không chi. Rồi cuối cùng đó là cái đứa con đó, nó bệnh nặng thì cái người này nó còn keo đến như vậy đó. Bệnh nặng thì nói rằng nếu mà bệnh nặng mà mình để nó ở trong nhà đó, trong phòng đó, người ta vô thăm thì dòm gó, cho nên mới khiêng cái đứa con trai mà mình cưng nhất, một đứa thôi, không có đứa thứ hai, đem để ngoài máy hiên á, để cho có ai tới thăm thì người ta thấy ở bên ngoài, người ta không thấy bên trong. Mà đành đoạn như vậy đó. Thành ra cái đó nó là một cái khuyết. Nó là cái khuyết. Mặc dù người này không trộm cắp gì của ai, không lừa đảo, không làm gì bậy bạ, nhưng đó là cái khuyết. Nhưng mà khi mình nói như vậy đó thì mình cũng hiểu một cái điều này. Cái người này đó khi nó không có được, không gieo cái nhân hành giới này, không gieo cái nhân bố thí này. Mà cái bố thí này nó lại còn là cái tình nghĩa cha con, cái tình thương. Mình có đứa con duy nhất mà mình ôm cái tài sản đó lại, đến khi mình chết rồi thì ai lấy cái tài sản đó? Và mình sẽ theo mình ôm, mình thành rắn, thành rít, thành ma, thành giả xoa gì cũng được đó, mình miễn mình theo mình ôm thôi, đúng chưa? Thì như vậy chúng ta thấy đó là cái khi mà học về cái bài tiểu bộ kinh đó, là chú ý nói về thanh niên xuất phá đó, thắc mắc tại sao đó, có người thì được cái này, cái người được cái kia, còn có người là không được gì hết, có người thì suôn sẻ, có người thì tai bay quả gió, đủ có mọi thứ hết. Rồi khi người ta không hiểu thì nói định mệnh, cái đó là số phận đã an bài, cái đó là trời bắt phải vậy rồi, không có làm sao cãi được hết. Thì cái đó là vì người ta không hiểu cho nên người ta đành phó thác cái vận mệnh của người ta như vậy mà thôi. Chứ còn khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta hiểu rằng là cái nhân chúng ta gieo, và ngày hôm nay thì chúng ta gặt quả. Như vậy chúng ta đây đó là ứng xử với cái quả như thế nào thì có nghĩa là chúng ta gieo cái nhân tiếp theo. Chúng ta không có trách cha mẹ, chúng ta cũng không có phiền trách gì cái hoàn cảnh, hoặc là tất cả những người xung quanh, chúng ta không phiền trách gì cả. Chúng ta hiểu là chúng ta đang nhận cái quả, và bây giờ chúng ta cố gắng để thay đổi, không gieo cái nhân như trước đây chúng ta gieo nữa, vậy là đủ rồi. Khi chúng ta hiểu vậy thì có nghĩa là chúng ta đang chuyển cái nghiệp của mình, tức là chuyển cái chỗ mình gieo cái nhân không lành. Chuyển nghiệp này. Nghiệp đó là gieo cái nhân. Bây giờ chúng ta chuyển cái nghiệp là cái nhân xấu chúng ta không gieo nữa, mà chúng ta gieo cái nhân tốt, có nghĩa là chúng ta chuyển đổi. Cho nên nói tu là chuyển nghiệp, tu tức là sửa đổi. Mình bây giờ gặt những cái quả bất hạnh, mình biết mình gieo cái nhân không tốt rồi, bây giờ mình sửa đổi, mình thay đổi, mình không làm gì nữa, mình gieo cái nhân lành, thì gọi là tu là chuyển nghiệp, là thay đổi cái nghiệp. Từ cái quả của nghiệp bất thiện, chúng ta gieo cái nhân thiện để chúng ta có thể gặt cái quả thiện. Bây giờ mình vào một cái lớp mà mình học như thế này. Đây là cái lớp học, không phải những cái buổi thuyết pháp.
Tại vì chúng ta học một cái tạng, đó là cái tạng vi diệu pháp, và chúng ta học hẳn hoi, nó như một cái môn học. Thì cái phước báu của mình đó, bây giờ dầu mình ở cái lứa tuổi nào, mình ở cái trình độ nào, mà mình được ngồi trong cái lớp học, nó là cả hai cái phước. Nó vừa là cái bồi bổ cho cái trí thông minh của thế gian, mà đồng thời nó là trí tuệ về mặt tâm linh. Trí thông minh ở thế gian đó, là khi chúng ta chú tâm vào, chúng ta nghe pháp và chúng ta nhớ đúng, chúng ta hiểu đúng, thì nó là căn bản của cái sở hữu tưởng đúng, tức là cái trí thông minh thuộc về thế gian. Và khi chúng ta nghe, chúng ta hiểu được cái gì nó là một cái nền tảng để mà làm chúng ta bớt khổ đau, cái gì là cái nền tảng làm chúng ta hiểu biết để chúng ta hướng cái đời sống tâm linh của chúng ta đó mỗi ngày mỗi bình an, mỗi ngày mỗi thêm sáng suốt, thì đó là trí tuệ về tâm linh. Mà nếu như bây giờ chính mình không làm cái việc này thì ai cho mình? Đâu có ai cho mình đâu. Ví dụ như nhiều người đó, do cái lòng mà cũng như là thương sư cô mà nói thế này, bây giờ lớn tuổi rồi, đi xây một cái chùa chi cho nó cực khổ vậy. Đi giảng ở đâu thì người ta cũng có phòng lớp sẵn rồi, mình chỉ có giảng thôi, rồi về nhà mình chuyên tu trong cái thất nhỏ của mình là được rồi, tại sao phải làm chi cho khổ? Nhưng mà tất cả chúng ta là Phật tử đó, thì chúng ta đều có cái nguyện rằng nếu chúng ta còn tái sanh, mà sanh bất cứ ở đâu, dưới cái dạng cảnh gì, thì chúng ta cũng đều được gặp chánh pháp và được sống trong chánh pháp. Cái lời nguyện đó mình không làm thì ai cho mình? Cho nên đời này mình học chánh pháp, và mình đó hết lòng hết sức để cùng với những người mà cùng cái tâm ý của mình đó, để tạo dựng một cái nơi, và nơi đó đó cái chánh pháp được đem ra để mà trình bày cho bá tánh cùng học hỏi cái đó. Mình thành tựu được cái này thì mình không còn lo lắng gì hết, bởi vì cái lời nguyện của mình chắc chắn sẽ được. Là mình sanh ra ở đâu mình cũng gặp chánh pháp, và mình được sống trong chánh pháp. Vì thấy rõ chứ. Cho nên là giữa cái người đời với người tu á, thì mình biết con đường tu mình khác với cái tâm đời của mình. Đừng nói người khác đâu, mình có cái tâm tu và mình có cái tâm đời. Cái tâm tu về nó nằm đây, nằm ở chỗ cái trí tuệ này, tâm linh này. Cái tâm đời của mình nó nằm ở chỗ này, nó nằm cái chỗ hưởng thụ đây, nằm chỗ này. Hai cái chỗ này nó khác nhau. Cái người đời đó khi làm cái gì đó thì người ta nói phải có lợi, phải có danh, làm cái này được người ta khen, làm cái này nó lại thu hoạch cao, làm cái này được hưởng nhiều, thì cái đó là cái con đường đời, nó phải đi vậy thôi. Còn cái người mà nó đi vào cái con đường tâm linh này đó thì không có nói cái điều đó. Cái người làm con đường này nè, đi vào con đường của trí tuệ tâm linh này, nói là cái gì có phước thì tôi làm, cái gì không có phước tôi không làm. Cái gì mà tôi giữ giới được, cái gì tôi hành giới được thì tôi làm, còn đi ra khỏi cái này tôi không làm. Cho nên người ta mới xuất gia mà mình nói người ta nè, đi vô cực lắm nha, khổ lắm nha, còn bị hành dữ lắm, chịu nổi không? Tâm gì nói vậy? Tâm đời mà. Tu cũng có một bạc trong túi, cái gì cũng phải xin hết, cái gì cũng bị làm khó làm dễ hết á, liệu nổi không? Mình đang nói cái gì vậy? Mình đang tạo cái gì vậy? Mình đang nói bằng cái tâm thế gian. Cái gì sướng á, chỗ nào sướng thì mới ở, chỗ nào cực đừng ở. Chỗ nào mà ta khen mình hoài đó ở, còn chỗ nào ta rầy ra mình hoài, nay nói nay đâu phải buộc cái này bắt cái kia thì không nên ở. Cái chỗ nào không phải làm, có người hầu cái hà mình thì ở chỗ đó. Hoàn toàn cái đó là tâm đời. Mình đi tìm cái lợi, mình đi tìm cái danh, mình đi tìm cái sự hưởng thụ. Còn người ta xuất gia đó, dẫu cực mấy, dẫu khó mấy, dẫu phải đập bên đây mà bố búa bổ bên kia, nhưng người ta biết rằng cái con đường rèn luyện để người ta đi vào cái phước thiện và cái phước trí đây, thì người ta đi con đường đó. Như vậy cái lời nói khôn ngoan của mình là cái lời nói của thế gian, và mình đem vào mình nói với người ta mới xuất gia, đó là tạo tội không phải tạo phước.
Vì thế ông con đường đi nó rất rõ như vậy. Cho nên hỏi tại sao mà sanh ra có người ưu người kẻ liệt, nó khác nhau chỗ đó mà. Không phải cái gì đúng cho mình á là đúng cho cái người đi tìm cái trí tuệ về tâm linh đâu. Thái tử Sích Đạt Ta đi ngược lại với hoàng cung, đi ngược lại với cái pháp thế gian mà, thấy không? Từ bỏ tất cả đi mà. Và thế đâu phải người điên đi tìm cái trí tuệ về tâm linh, mà mình lấy cái trí tuệ thế gian của mình nằm trong cái sở hữu tưởng, mà nằm trong cái căn bản là lợi lộc và hưởng thụ. Bởi vì bản chất của cái pháp thế gian nó là như vậy, và mình không nhận ra, cho nên mình tạo tội, tạo cái khẩu nghiệp dữ lắm chứ không phải vừa đâu. Nó từ trong cái suy nghĩ không đúng của mình tạo ra cái khẩu nghiệp. Nhưng lòng mình nói rằng mình làm đúng, tại vì mình nhân danh cái tình thương. Vô chùa thấy tiểu móc tiền cho, muốn cái gì dụ để cho. Không phải người này muốn làm xấu tiểu đâu, nhưng người này thương, thương giống như thương con của mình vậy. Tội nghiệp còn nhỏ đi tu, vô muốn ăn cây cà lem cũng không có, muốn cái gì cũng không có, chịu đựng sao nổi với mấy người lớn. Cái đó là mình nghĩ, cái đó là mình muốn nuôi cái người tiểu này như nuôi cái đứa con của mình á. Mình chiều chuộng, mình lấy cái sự hưởng thụ làm căn bản của hạnh phúc. Còn ở trong chùa, sự rèn luyện và đi đúng giới hạnh này, nó là căn bản của cái pháp hạnh phúc và an vui. Khác mà, bản thân mình còn đi không nổi con đường này mà. Nhưng mà nó có cái phước báo nó mới vô chùa sớm được. Dẫu nó có ở 1 năm, 2 năm nó ra đi nữa, thì cái rèn luyện của nhà chùa cũng là đưa đi vào cái con đường của tâm linh. Rồi nó ở không được thì nó ra không sao cả, nhưng nó có gieo được cái duyên ở đây. Rồi đời, dòng đời đó xô dạt nó để nó học những cái bài học trắc trở, và nó tỉnh ngộ được thì nó quay trở lại. Nó mới biết rằng cái quả của cái phước thiện và quả cái phước trí, đặc biệt cái quả của phước trí là tối thượng. Tất cả chúng ta đây, trừ khi nào mà chúng ta nó nhận ra được thì chúng ta mới quyết tâm trên con đường tu học. Còn không nhận ra được thì không thể có quyết tâm. Bởi vì bản chất của cái dòng đời nó xoáy rất là mạnh, không dễ gì mà cưỡng ra được cái chỗ đó đâu. Không thể nào cưỡng ra được. Cho nên là nó có phải vướng hoài. Vì chúng ta sinh ra trong cõi dục, cái quả của người ở cõi dục nó có cái khuynh hướng như vậy đó. Mình không có chê ai hết, bởi vì mình học về vi diệu pháp, mình học về cái tâm. Hãy mình sinh ra trong cõi dục, mình có cái thông của người ở cõi dục, thì cái khuynh hướng đó đều có hết. Chứ không phải nói là người khác có mà mình không có. Nhưng cái phước của mỗi người nó khác nhau ở chỗ đó, là cái quả mà thuộc về phước trí. Và cái mà mình tạo tác về cái phước trí này mạnh hay yếu mà chúng ta khác nhau thôi. Chứ còn cái khuynh hướng về cõi dục thì ai cũng có này. Đi tu nó vẫn bị chứ đâu phải là nó không bị đó. Và mình chưa thành Phật thì mình hơ hẳn cái là nó dẫn mình đi, hơ hẳn cái là nó dẫn mình đi liền. Cái khuynh hướng đó là như vậy mà. Nó giống như là cái nước mà nó nghiêng cái chiều này á, thì họ cứ mưa xuống là nó cứ tuôn xuống thôi. Trừ khi mình lấy cái gì mình chặn nó, lấy cái gì mình đẻ dòng nó, mà mình hơ hỏng mà cái phần mình đẻ dòng đem được là nó tuôn như cũ thôi, đâu có cái gì khác nhau đâu. Chúng ta học cái này là chúng ta học về cái luật cái tâm linh, thấy không? Chúng ta không chỉ trích một ai cả, là bởi vì cái luật tâm linh này mình cũng nằm trong cái luật đó. Mình học mình biết để mà mình biết cái cách mà mình hướng dẫn cái tâm của mình biết cách để cho cái tâm gì tốt đẹp của mình nó được khởi lên. Cho nên trong cái bài tiểu kinh nghiệp không biệt đó, là cái người thanh niên xuất phá này nhìn thấy cái quả mới hỏi Đức Phật tại sao mà nó có cái quả này, là do cái nhân gì, là do cái duyên gì mà nó làm vậy. Và từ cái chỗ này nè, sau này chúng ta sẽ học tới cái phần mà gọi là lý duyên khởi đó, thì chúng ta sẽ giải mã cái này kỹ hơn. Bây giờ chúng ta đang học cái bài nghiệp thì chúng ta nói cái bài nghiệp, nhưng mà chừng mà sau khi xong cái này rồi đó, là chúng ta học tới cái lý duyên khởi, chúng ta hiểu rằng nó sẽ đi hai con đường. Cái con đường mà cái nhân nó đi đến cái quả, thì cái đây là nó gọi là duyên khởi.
Còn từ cái quả mà đi đến nhân đó, nó gọi là duyên sinh. Thành ra tất cả các pháp nó hiện hữu là đều có nhân và có duyên. Nhiều nhân mà nhiều duyên. Khi mà một cái pháp này nó biến đổi là do những cái duyên này nó có biến đổi, hoặc nhân này nó biến đổi thì pháp này biến đổi. Vậy cái chữ pháp này, chúng hỏi cái gì là pháp, cái chi là pháp, thì gọi cái chi cũng là pháp cả. Như vậy khi mà pháp nó hiện hữu, tức là pháp này, thí dụ giờ nói là, ủa sao tôi phải sinh ra trong cái hoàn cảnh không đúng như thế này? Hoàn cảnh không đúng đó là pháp. Tôi có phước quá, tôi sinh ra trong cái gia đình mà không có cái gì để có thể chê trách được cả, cái gì cũng thấy tuyệt vời hết, thì nó cũng là pháp. Như vậy khi mình sinh ra trong một cái hoàn cảnh xấu và một cái hoàn cảnh tốt, thì mỗi cái đều, cái này cũng là pháp, cái này là pháp. Nhưng mà từ xấu này đó mình vươn lên, mình biết rằng cha mẹ mình khổ, hoàn cảnh mình khổ, hàng xóm chung quanh mình khổ, cái gì làm mình thoát ra? Nếu mình học được, học để vươn lên, thoát ra. Nếu mình không học được thì phải đi làm. Thì đi làm phải làm sao để vươn lên? Thứ nhất là làm tới đâu, học cho giỏi tới đó, và siêng năng chăm chỉ và trung thực đàng hoàng, thì con đường này thoát. Còn nếu đó học thì không học, làm thì không làm, cái gì cũng làm là luôn tuồn hết đó, rồi đó là coi như xâm ra cái chuyện làm ít mà muốn hưởng nhiều, rồi cái xấu nó sẽ quay trở về cái xấu, xấu còn nặng hơn. Đi làm công cho người ta mà muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi, thì công việc của người ta ra sao? Người ta nói tới thì hận thù, rồi lại giết người ta. Thì cái con đường đó, nó sinh ra từ cái chỗ xấu. Mình phải bươn chải dùng cái sức của mình làm. Nhưng mà vì mình không có giữ được cái sự đúng đắn, cái sự nghiêm chỉnh, thì mình bị người ta chê trách, rồi mình quay về mình tạo cái còn xấu hơn nữa. Cho giờ trai trẻ thì vỡ trong tù, trai trẻ phải nhận cái án tử hình. Cái án tử nó không có đơn giản là chích thuốc cho chết, không có đơn giản là đem ra xử bắn, không có đơn giản là treo cổ, không có đơn giản như vậy. Cái án tử này đó, mà mình thấy đó, nó là luật pháp của thế gian. Còn cái án tử mà khi nó phán xuống đó, về mặt tâm linh đó, biết bao giờ mới được làm người. Cái đó là cái khủng khiếp nhất mà ta không nhận ra. Mà ta không nhận ra. Cho nên bắn chết là bắn không sợ. Phạm pháp là vẫn phạm pháp, không sợ. Là vì đó là pháp thế gian. Còn cái pháp về tâm linh nó không đơn giản gì. Không đơn giản, nó nằm ở cái án tử hình. Nó bị ngăn trở về, ngăn trở về. Chứ cô nói cái này là quý vị sẽ kiểu nói vậy. Ví dụ như thường mình có những cái giấc mơ. Một ngày có khi mình làm việc mệt mỏi quá, tối mình ngủ mình nằm mơ. Mình nằm mơ mình thấy mình khát nước quá, mình muốn đi ra mình lấy nước uống. Nhưng mà khi mình đứng dậy mình đi thì có cái gì nó giống như cột cái chân mình lại, nó không cho đi. Mà khát quá muốn đi, nó giờ cột cái chân mình lại, nó không cho đi. Thì coi khi con người ta bị tử hình đó, thì cái lúc người ta muốn đi tái sanh làm người đó, thì nó cứ giật ra, muốn đi tái sanh làm người nó giật ra lại. Và khi nó giật như vậy đó, là mình học cho đến bao giờ cái bài học rằng mình làm những cái điều xấu ác. Khi mình làm sai, mình lại càng sai thêm nữa. Mình có nhận ra cái này để mà hối lỗi để kết thúc không? Nếu nhận ra cái này để hối lỗi để kết thúc, thì bây giờ trong hoàn cảnh nào thì tôi cũng phải làm cho nó đàng hoàng tử tế cho tốt để khi tôi thoát. Sư cô thấy có một cái con trâu, cái này chắc ai coi cũng thấy rồi, là cái người chủ của nó là bị cái chân không có đi được. Thế mà nó chúi cái đầu nó xuống về, nó mọp xuống về để cho cái người chủ nó mới có thể bò lên, dùng hai cái tay bò lên để trên cái, ngồi trên cái mình nó để mà cho nó kéo. Nó đi làm việc cái người chủ nó. Và khi về tới thì nó mộp cái người nó xuống cho xuống. Con trâu này phải được tái sanh làm người. Đó. Nó phải có những cái bài học như thế để nó nhận ra. Cái con trâu này nó nhận ra. Nó phải làm như vậy.
thì nó được làm. Bởi vì do làm sao? Do nó đã biết rồi, nó đã hối rồi, cho nên bây giờ nó nguyện, nó làm vậy, nó nhớ cái điều đó. Chứ đâu phải con trâu nào cũng làm được cái điều đó. Con người mà đối với cha với mẹ mình còn không làm được nữa, huống chi là một con trâu. Nếu mà nó làm được điều đó thì thôi, cho người ta không ghi sợ cái ác nghiệp trên thế gian này. Bởi vì người ta thấy luật pháp tử hình là cuối cùng không còn cái gì hết. Nhưng không bao giờ dừng ở lại đó. Chúng ta có hai mặt. Một mặt nó thuộc về pháp thế gian, và một mặt nó thuộc về pháp tâm linh. Chúng ta chỉ thấy biết cái pháp thế gian trong phạm vi mình thấy biết, chứ mình không có hề rõ nét được những cái pháp tâm linh và pháp thế gian nó nối ở cái điểm nào, nối ở chỗ nào. Cái pháp thế gian á, nó chém cái đầu là hết, pháp thế gian nó chích thuốc độc vô là hết. Nhưng mà cái pháp tâm linh á, nó ngăn chặn ở trong tâm. Mà chính cái gì? Chính mình ngăn chặn lấy mình. Là do những cái ác nghiệp nó đè xuống, nó phải chịu vậy. Cho nên người thanh niên xuất phá này mới hỏi có cái quả thôi, nhưng mà những cái quả này cũng chưa có sầu. Đức Phật giảng vậy. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt để chúng ta hiểu thêm một chút nữa. Rồi dần dần đó, có dịp khi chúng ta đi sâu vào tất cả những cái bài kinh của Đức Phật giảng thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái khía cạnh khác nữa. Đó là bài kinh Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt Maha Kamma Vipanga Sutta. Chữ Maha này là có nghĩa là lớn, là đại đó. Chữ Kamma này là nghiệp, Vipanga là phân tích nó ra đó, Sutta là kinh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagaha, tức là thành viên vương xá, Veluvanya, tức là cái vườn trúc lâm tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Biết tại sao mà nói sóc chứ thật ra là có nai, nuôi nai sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Samiddhi ngụ tại một cái cốc ở trong rừng, rồi du sĩ ngoại đạo Pataliputta tiêu dao tản bộ tuần tự du hành đi đến tôn giả Samiddhi. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Samiddhi những lời chào đón thăm hỏi. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Pataliputta thưa với tôn giả Samiddhi như sau. Cái phần đầu tiên này đó là cái phần mà chúng ta gọi là cái xuất xứ của cái bài kinh. Thứ nhất chúng ta nói đến cái phần xuất xứ của bài kinh. Xuất xứ thứ nhất là nó nói về nơi chốn. Cái thứ hai là nói về cái duyên cớ. Cái duyên cớ nào mà cái bài kinh này ra đời. Và cái phần số 3 đó là cái câu hỏi để mà nó mở đầu cho cái nội dung của bài kinh. Đó là ba phần trong cái xuất xứ của cái đoạn này. Thì cái bài kinh này được giảng tại Veluvanya, tức là tại Trúc Lâm. Và Trúc Lâm này là ở trong cái khu vực gọi là thành vương xá Rajagaha. Và nói về cái duyên cớ của nó đó, là có hai cái nhân vật. Một người đó là tỳ kheo. Vị tỳ kheo này mới xuất gia cho nên gọi là tân tỳ kheo Samiddhi. Và cái nhân vật thứ hai là một cái người du sĩ ngoại đạo, hay còn gọi là một cái đạo sĩ, du sĩ ngoại đạo. Vị này tên là Pataliputta, một người là du sĩ ngoại đạo, một người là tân tỳ kheo. Thì cái vị du sĩ ngoại đạo này nè, đến hỏi pháp cái vị tân tỳ kheo này. Đó, người này đi đến hỏi pháp. Nhưng mà khi đến hỏi pháp á, thì cái vị du sĩ này nè, cái vị đạo sĩ này nè, theo cái ý riêng của mình là hiểu cái vấn đề nghiệp và cái quả của nghiệp á, là theo ý riêng của mình. Nhưng mà vị này á, lại nhân danh rằng là chính mình đã gặp Đức Thế Tôn
và chính mình đã nghe Đức Thế Tôn giảng và chính mình ghi nhận từ lời Đức Thế Tôn giảng như vậy, thì mới đem cái nội dung đó mới hỏi vị tăng tỳ kheo Sambiddhi. Chúng ta nghe tiếp đây. Du sĩ ngoại đạo Pataliputta hỏi tỳ kheo Sambiddhi. Ở đây thì xin mở ngoặc cái chỗ này, là chúng ta không gọi Sambiddhi là một tôn giả, bởi vì chữ tôn giả đây có nghĩa là cái người đã đắc đạo quả, nhưng mà chỉ là A-la-hán thôi chứ không phải là đấng toàn giác. Cho nên là chúng ta tôn kính, chúng ta gọi là tôn giả. Chữ tôn giả dịch là sau khi vị này đắc đạo quả rồi, thành Phật rồi mới là tôn giả. Còn đây là một tân tỳ kheo, chúng ta không thể gọi tôn giả, có thể gọi hiền giả được chứ không gọi là tôn giả. Hỏi cái vị mà tân tỳ kheo Sambiddhi này: này hiền giả Sambiddhi, chữ hiền giả chúng ta sử dụng được. Này hiền giả Sambiddhi, trước mặt Thế Tôn, tôi tự thân nghe, tự thân ghi nhận như sau. Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp. Hư vọng là thân nghiệp. Hư vọng là khẩu nghiệp. Chỉ có ý nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật. Và có một thiền chứng, do thành tựu thiền chứng này sẽ không có cảm giác gì. Thiền chứng, đắc cái thiền chứng này thì đưa đến cái chỗ không có cảm giác gì, không cảm giác. Bây giờ trước tiên đó, muốn hiểu cái bài kinh này đó, chúng ta phải hiểu cái câu hỏi này trước cái đã. Thứ nhất là chúng ta nhìn trong cái trang đầu này, ở phần cuối đó, nó có cái chú giải đó. Trong cái phần chú giải này, cái chữ hư vọng này, nó cái từ Pali của nó là mokgha. Và cái chữ mokgha này đó, trong tiếng dịch ra Pali đó, thì nó để là tuccha afagha afala afala. Cái phần đó nó ghi nó chưa có sát hợp lắm. Cái chữ quả này đó, nó có hai cái từ Pali. Từ thứ nhất là vipaka, và cái từ thứ hai á, nó là pha lá. Thì trong cái hoàn cảnh này đó, dùng cái chữ pha lá là nó không đúng. Cái quả mà nó gọi là vipaka này đó, là cái quả này nó trổ trong luân hồi. Ví dụ như trong cái tam giới này, khi ở dục giới, mình gieo cái nhân gì tạo cái quả, thì quả đó là vipaka. Sắc giới và vô sắc giới cũng vậy, bởi vì nó còn luân hồi. Cho nên cái quả mà vipaka đó, nó còn trong luân hồi. Còn cái quả mà nó thuộc về pha lá, quả này đó là nó nằm cho những cái vị đắc đạo quả. Mà cái ý của cái người đạo sĩ Pataliputta này đó là không có hỏi cái pha lá này, mà muốn hỏi cái vipaka. Thì cũng trong cái phần chú giải này, chúng ta đọc ở dưới đó, chúng ta thấy là cái chữ mốc gá có nghĩa là trống không, là hư vọng, là vô ích. Thì đây chữ mốc cá hư vọng này đó là có nghĩa là trống không, có nghĩa là vô ích. Và chúng ta đọc thêm cái phần dưới này nữa, trong chú giải đó có nói là trong cái bài kinh mà thuộc về cái bản kinh mà gọi là MA này đây đó, thì số 15 đã giải thích là tích trá alpha lá có nghĩa là trống không, có nghĩa là vô quả. Như vậy có nói thế này, cái chữ hư vọng này đó, hư vọng là thân nghiệp đây,
Tức là nghiệp là mình tạo tác ra bằng thân. Nhưng mà cái hư vọng này có nghĩa là không có quả, không có trổ quả. Thân nghiệp, tức là dùng thân này tạo nghiệp thiện hay bất thiện thì không có quả. Dùng cái khẩu này để tạo nghiệp hay bất thiện, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện không có quả. Chỉ có dùng ý nghiệp á, là mới gọi là sắc chá. Chữ chân thật này có nghĩa là sắc chá. Chữ sắc chá này nó có nghĩa là đế. Mà đế đây á, là sự thật. Đế đây có nghĩa là cái chân lý. Chỉ có ý nghiệp á, thì nó mới có cái quả. Có cái quả nó mới trổ cái quả thôi. Còn cái khẩu nghiệp và thân nghiệp á, thì không có sao. Ý hỏi vậy. Được giờ tới cái phần thứ tư trong câu hỏi này đó, là khi có một người ta tu tập, người ta đắc được một cái thiền chứng nào đó, thì khi cái thiền chứng này á, mà nó đạt được rồi đó, thì cái người này không có cảm giác. Không có cảm giác đây đó có nghĩa là nó ở trạng thái xả, tức là nó không khổ, không lạc. Không lạc. Bây giờ chúng ta nhìn trong cái bản chi pháp này nha. Đây là người tu thiền sắc giới. Người tu thiền sắc giới. Người này mới nói có một cái thiền thôi, cho nên chúng ta cũng nói một cái thiền. Khi một cái người tu thiền mà đắc một cái pháp thiền nào đó, thì là nó ở trong cái trạng thái, nó gọi là không khổ không lạc. Nó nằm đây. Như vậy đây là hỏi cái người đắc ngũ thiền, không phải thiền thứ nhất vẫn còn hỷ. Cái tầng thiền thứ nhất thì nó có năm chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Thứ hai là nó bỏ cái tầm đi, nó bỏ tầm đi, chỉ có tứ. Rồi cái thứ ba nó bỏ bớt nữa, nó bỏ bớt lần cho tới cuối thứ năm thì chỉ còn có định thôi. Thì trong định này của nó có xả. Và đặc biệt cái xả này á, là nó thành tựu cái hành xả đây. Bởi vì đây là phát hiện có trí, cho nên là mỗi lần mà cái vị này đó đi vào trong cái thiền thì bao giờ nó cũng có hành xả kèm theo. Nên đây, xả này nó gồm có hành xả. Cái này sư cô giảng nhiều rồi, bên nay ôn lại đi cho thấy nha. Khi mà một cái tâm của chúng ta đó, nó bao giờ nó cũng ở trong một cái trạng thái là nó đi hai cái chiều thế này. Nhưng mà khi nó quân bình có nghĩa là nó đứng lại. Như vậy chúng ta thấy thế này. Cái tâm chúng ta như cái một cái quả lắc. Khi nó đứng ở một cái trạng thái cân bằng. Trạng thái cân bằng này đó, là chúng ta có thể nói là nó là một cái trạng thái quân bình. Tức là nó không nghiêng về bên này, nó cũng không nghiêng về bên kia. Ví dụ như khi cái quả lắc này nó đi theo cái con đường hỷ lạc, thì khi nó buông ra đó, nó phải đi con đường khác. Ví dụ như đi cái con đường của sân chẳng hạn, tức là khổ. Trường hợp thứ hai nữa, ở đây nó vẫn là cân bằng, đây nó vẫn là quân bình, ở đây nó vẫn đi con đường hỷ lạc, nhưng khi nó trở về nó lại là con đường bình an. Vì trong cái hỷ lạc của chúng ta nó có hai loại hỷ lạc. Một cái loại hỷ lạc nằm trong tham, thì sau đó nó phải đi cái con đường đối nghịch với nó, nhị nguyên của nó là sân, là đau khổ. Còn khi cái thiện chúng ta nằm trong bình an đây, tất cả bình an đây. Chúng ta có cái hỷ lạc này, nhưng mà xong cái hỷ lạc rồi thì nó bình an. Hai cái này nó khác nha. Trong cái hỷ lạc này nó khác nha. Và chúng ta nhiều lần đã học cái này rồi. Bây giờ ví dụ nha, hôm nay mình đến cái lớp này mình học, gặp cái giờ ra chơi mình mở ra mình thấy trúng vé số chẳng hạn, thì nó phải nói là cái hỷ lạc nó lên rất là cao. Hỷ lạc lên rất cao. Nhưng mà về tới nhà coi lại đó,
mình mua ở cái tỉnh này mà mình dò cái tỉnh khác thì nó trúng nhưng mà lãnh không được, tại vì mình mua ở Đồng Nai mà nó giờ sổ, nó sổ Đồng Tháp, thành ra cái giá Đồng Nai nó trúng vô cái đài của Đồng Tháp. Mà lúc mình mở mình nghe mình không chú ý tới đó, mình thấy vô cái số mình mừng quá, thì cái lúc đó là quý vị thấy không, nó thất vọng. Còn cái hồi mà trúng rồi đó thì nó tưởng tượng ra là với số tiền này mình lãnh ra mình làm cái gì nha, nó vẽ ra cả một cái chân trời hoan hỷ. Nhưng mà lúc mình đi về nhà rồi thì mình dở ra để đi lãnh thiệt thì không có cái gì hết. Quý vị thấy không, thất vọng nè, chán nè, rồi nó dở mộng nè, nó đủ thứ khủng hoảng trong này nó xảy ra. Đó là chưa có nói tới cái chuyện mình mất mát bất cứ cái gì hết á, chỉ là nó lộn thôi. Chứ còn có những người đó họ nghèo quá, họ ở cái trời tranh, khi mà họ trúng được là coi như bao nhiêu tỷ đó, thì cái mà khỏe nhất của họ là bây giờ châm lửa đốt cái chòi tranh này đi rồi thấy nó nhẹ nhàng rồi, từ đây là không có ở cái chòi tranh nữa mà nó cháy luôn cái vé số nữa đó, rồi hay gì quên lấy ra thì như vậy. Rồi lúc đó là cái khủng hoảng nó đi bao nhiêu vậy, chúng ta thấy rất rõ vậy. Bởi vì cái chúng sanh ở trong cõi dục, dục là muốn, tự bản thân mình muốn cái điều gì mà nó là một cái thiết yếu cho mình, một cái cần thiết không thể không có được, thì cái muốn đó khi đáp ứng đó, nó không đưa mình tới cái chỗ đó là mình khổ đau. Mà mình muốn quá cái mức cần thiết, quá cái mức cho phép, mình đạt được cũng có cái khổ của đạt được, mà không đạt được cũng có cái khổ của đạt được, mà đạt được rồi mất nó cũng có cái khổ của nó. Rồi đó là trong cái cõi dục, nó phải đi trong cái con đường tham dục của nó. Còn cái muốn thiện, ví dụ như ngày hôm nay quý vị vô lớp đi, quý vị học bài pháp, quý vị hiểu được cái bài pháp này, quý vị đi đường, quý vị ngồi trên xe, quý vị ngẫm cười vui. Nhưng mà đâu có ai lấy mất được cái đó đâu. Mình càng ngẫm nữa mình càng vui, rồi mình thấy người ta sai mà mình tránh được, mình thấy vui, thấy không? Thì như vậy cái niềm vui này nó cứ đem lại cái sự bình an hoài. Và mình càng ứng dụng được thì mình vui, mình lại bình an. Thành ra cái thủy lạc trong những cái pháp thiện này nè, pháp thiện này, từ pháp thiện này đưa đi thì cái thủy lạc đó nó đưa về cái trạng thái bình an, đưa về cái bình an. Thành ra cái chứng đắc nè, nằm trong cái thiền chứng này. Nó đầu tiên nó phải khởi từ những cái pháp thiện này, thấy không? Mình đã biết điều thiện, mình theo điều thiện, mình giữ giới trong cái phần thiện của mình, thì cái khi đó đó, cái khi một cái người mà giữ giới là cái tâm của họ bình an cái đã. Thành ra họ khi họ đi vào trong cái pháp hành thiền định này nè, thì họ rất dễ đạt những cái tầng thiền này cho đến cái đỉnh cao của nó. Thì nó đi đến cái chỗ nó gọi là không có còn mà dướng vào trong cái phần hỷ lạc của pháp bất thiện này đây. Và cái này nó chỉ là một cái sự bình an. Và tiếp theo nữa, cái bình an nó lớn hơn nữa là cái tâm người này quân bình. Và tất cả những cái sở hữu tâm mà thuộc về trong cái pháp thiện này đây nè, 25 sở hữu tịnh hảo này, nó quân bình trong cái tâm của người này. Cho nên quý vị thấy, thí dụ ta nói nè, một cái người đó mà cái tâm người ta ở một cái định lực rất là mạnh đó, thì cái người nữ mà 16, 17 mà đẹp đẽ nhất, mà mặc những cái đồ hở hang nhất, mà có ngồi trên cái đùi của người ta đó, mà có mà vuốt ve mặt mày ta đi nữa, thì người ta không hề rung động. Chuyện đó có thật, nhưng mà mấy ai giữ được? Mấy ai giữ được? Ngay cả chúng ta đọc trong truyện, chúng ta thấy là có người đã đắc thần thông rồi, tức là qua ngũ thiền rồi, mà thấy cái vị hoàng hậu đó rơi cái khăn quan xuống, mà cái dục đã khởi lên, mất luôn cái thần thông mà. Thì chứng rõ là cái bản chất về cái dục vọng đã rất là mạnh. Và cái này là cái lý do mà tại sao cái đạo lõa thể đó, mặc dù Đức Phật đã nói rất là nhiều mà người ta không bao giờ có một cái mảnh giải che thôi. Và cái chùa của cái người lõa thể đó là không có cho người nữ vô, là bởi vì người ta nói rằng là còn mặc một mảnh vải là còn che giấu dục vọng.
đó, người ta gặp người nữ đó, người ta gặp trẻ đẹp đó, khởi không biết liền. Cho nên là khi mà đắc thiền á thì cái tâm ta ở trạng thái quân bình. Mà trong quân bình này sư cô nói nó có cái hành xả. Cái hành xả này nó mang lại một cái sự quân bình cho toàn thể các cái pháp thiện đang khởi lên trong tâm. Còn cái chữ xả mà chúng ta nói đây nè, chúng quý vị thấy ở trong cái tâm tham này nó cũng có xả mà, phải không? Này là nó trổ nè. Trong những pháp bất thiện vẫn có xả mà. Nhưng mà cái xả này sư cô giảng rồi, cái xả này là nó là nó giống như là nó vô cảm. Nó vô cảm, nó lạnh lùng. Và nó thuộc về dạng máu lạnh. Nó móc tiền trong túi người ta, nó y như là nó móc chính cái túi của nó vậy. Thản nhiên là cái người đó, cái ác nó đã lên cái mức coi như đỉnh cao rồi. Cái tâm nó bão hòa rồi, nó không còn những cái trạng thái mà gọi là những cái cảm xúc mà do cái tàm cái quý khởi lên để người này còn có thể hồi tâm được. Cho nên quý vị đọc báo, quý vị thấy là khi mà ở công tố viện người ta buộc tội ra là cái người này giết người một cách lạnh lùng, một cách vô cảm, thì mình khi mình nghe cái ông công tố viện ông nói cái câu đó là mình biết bản án của người này cực nặng, tức là không có cái khả năng cảm hóa nữa. Còn khi cái phước thiện mình có, cái căn lành mình có, mình phạm điều quấy, mình phạm điều ác, cái tâm mình nó bất an. Nó bất an, nó làm cho mình phải suy đi nghĩ lại, suy đi nghĩ lại là phước báo còn. Mà cái này á, mình đi khám bệnh, chữa bệnh về đông y đó, người ta nói rằng là cái khi, ví dụ như cái vùng cổ mình nó đau, nó làm cho cái tay của mình tê buốt chẳng hạn, mà khi mà nó sờ vào cái vùng cổ chỗ này mà nó không đau nữa là rất khó trị. Mà đụng vô nó nhảy nhõm á là trị được. Mình thấy chưa? Nó đi đến độ mà nó giống như là nó trở thành là cái gì, là nó thành bản chất rồi thì không trị được. Nhưng mà đụng vô nó còn đau là còn trị được. Một cái người làm ác mà cái tâm nó bất an dữ quá thì cái người đó còn cứu chữa được. Mà nó đã đụng vô cái điều ác mà nó coi như bình thường, nó có thể nói lại một cách bình thường, và nếu cần thiết nó làm tiếp. Thì cái xả của cái mà cái pháp mà nó không phải pháp thiện đó, thì nó chỉ là một cái trạng thái, nó ngưng động lại để nó đi đến cái chỗ vô cảm, đi đến chỗ lạnh lùng, để đi đến chỗ máu cảm. Thì cái xả của nó đó, chúng ta mới đầu chúng ta thấy nó quân bình, nhưng mà thật sự nó có nghiêng lệch trước kia. Còn cái hành xả là nó quân bình hết toàn bộ, và nó giữ sự quân bình này lâu dài ở trong tâm. Mà cái quân bình này nó thuộc về cái pháp thiện, nó đưa đến sự sáng suốt. Cho nên khi cái người du sĩ Pataliputta hỏi, thì muốn hỏi đến cái thiền chứng, và chúng ta hiểu ngay là người này đang hỏi tới ngũ thiền. Thì quả thật cái ngũ thiền là một cái thiền chứng mà khi cái người hành giả đạt được cái ngũ thiền này thì tâm của người ta quân bình. Mà cái quân bình này đó nó không khổ không lạc, nhưng nó thuộc vào pháp thiện chứ không phải pháp bất thiện. Quân bình, bình thản, an nhiên tự tại, nó khác với lạnh lùng và vô cảm. Nhớ này chưa? Thì cái xả này nó đi trong cái hành xả, chứ không phải là chỉ riêng có cái xả mà thôi. Thì cái hỏi của cái người du đạo sĩ này đó là muốn đi sâu vào cái chỗ này, nhưng vị tăng tỳ kheo này không có giải thích được. Giờ bây giờ đây, khi mà người này đặt câu hỏi đó, hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật, thì người này muốn hỏi cái gì? Người này muốn hỏi đến cái vấn đề cảm thọ. Bởi vì đây, trong bốn cái phần người này hỏi đó, thì cái phần cuối cùng này á, nó sẽ gắn bó với ba cái phần trên. Cái phần cuối cùng này mới nói là có một cái người khi người ta đắc một cái thiền gì đó, một cái thiền chứng gì đó, thì người ta không có cảm giác. Như vậy ba cái này nè, ba cái phần gọi về ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp này là muốn nói đến cái vấn đề cảm giác đây. Thật ra cái chữ cảm giác này đó dịch chưa cái chính xác, mà phải nói nó là cảm thọ. Cái từ trong Phật học đó, nó là cảm thọ. Thì như vậy nó nằm trong cái sở hữu thọ đây, xúc thọ đây, chữ thọ.
Thì chúng ta đã học rồi đó, thọ nó có ba trạng thái: trạng thái lạc, trạng thái khổ và trạng thái xả. Nó có ba trạng thái. Chi tiết nữa thì chúng ta có hỷ lạc, chi tiết nữa chúng ta có khổ ưu, chi tiết nữa xả chúng ta có hành xả luôn. Đó là cái sự xác định để chúng ta hiểu rõ hơn. Thì cái vị tăng tỳ kheo Samiddhi này không có hiểu hết cái câu hỏi của người này, cho nên phần trả lời đã không có nói cái vấn đề thiền chứng, bỏ qua vấn đề thiền chứng, và chỉ nói thế này: nói như vậy là không đúng, mà tất cả những cái này nè, dùng cái thân nghiệp, khẩu nghiệp nè, và cái ý nghiệp này nè, để đưa đến cái cảm giác khổ đau. Như vậy chúng ta thấy nó chỉ có một phần đây, khổ đau đây, nó chưa nói hết. Và vì cái chỗ đó đó mà Đức Phật mới phân tích, mới giải thích kỹ hơn một chút. Thì chúng ta nghe tiếp theo để chúng ta hiểu cái phần câu hỏi này. Khi mà cái vị đạo sĩ hỏi đó, thì vị tỳ kheo này trả lời: này hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy. Này hiền giả Potaliputta, chớ nói vậy. Chớ có phỉ báng Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn là không tốt. Như vậy cái vị tỳ kheo này ngăn không cho cái vị đạo sĩ đó nói cái điều đó. Và nói rằng nếu mà suy nghĩ như vậy, hiểu như vậy, nói như vậy á, là phỉ báng Thế Tôn. Thế Tôn không có nói, chúng ta bỏ chữ như vậy đi, Thế Tôn không có nói hư vọng là thân nghiệp, bỏ cái chữ mà như vậy đi, cái câu văn chỗ này nó không đúng. Thế Tôn không có nói hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật. Và hiền giả có một thiền chứng, do thành tựu thiền chứng này sẽ không có cảm giác gì. Cái chữ không có cảm giác là không đúng, cho nên là vị này ngăn lại, không có cho nói như thế. Cái vị tăng tỳ kheo này mới ngăn cản và có nói rằng cái câu hỏi thứ tư này nè, có người đắc một cái thiền chứng và cái thiền chứng này là không có cảm giác gì cả. Thật ra không phải là không có cảm giác, tức là không phải là không có cảm thọ, mà nó có cái cảm thọ của sự quân bình, là cảm thọ xả và hành xả, chứ không phải là không có. Nhưng mà như chúng ta biết đó, những cái cảm thọ này nó xuất hiện và không phải nó vĩnh viễn, mà nó duy trì ở cái mức độ cái người hành giả này giữ giới, ở cái mức độ cái dự hành giả này tiếp tục hành trì mới được, chứ còn nếu không nó vẫn mất. Đọc về cái những cái chuyện về cõi trời đó, tức là cõi chư thiên đó, thì chúng ta thấy đặc biệt đó, là vua trời Đế Thích là luôn luôn đi xuống thế gian này để làm phước. Tại vì ngồi trên cái ngôi thiên chủ đó đó mà không có tiếp tục làm phước đó, thì cái quả phước của mình đó xài hết rồi thôi, thì nó sẽ đi theo những cái nghiệp cũ mình đã tạo ra. Vì vậy mà người này cứ tiếp tục làm phước và tăng cái làm phước của mình lên, thì nó mới duy trì cái ngôi thiên chủ được lâu dài. Cũng như mình người thế gian của mình nói một câu rất là đúng: văn ôn thì võ luyện. Người học giỏi rồi đó có nghĩa là vĩnh viễn giỏi nếu hàng ngày mình không luyện. Mà mình học hành cũng vậy. Bây giờ mình thử nghĩ mình học ngoại ngữ đi, rồi mình bỏ chừng 10 năm đừng có nói một tiếng ngoại ngữ nào, đừng có nghe gì hết đó, thì mình cũng lớ ngớ, chứ không có thể nào mà nói rằng là mình giỏi như lúc đầu được, không thể được. Thành ra cái phước báu của mình vậy, mình phải duy trì bằng cách tạo phước. Và mình muốn đó là được cái nhàn cảnh lâu dài thì mình phải tăng cái việc làm phước lên. Tu tập cũng vậy. Thì khi mà cái vị tăng tỳ kheo này trả lời đó, thì cái ông mà đạo sĩ ông biết rồi, cho nên là ông không có nói ông này là đúng hay sai,
ông mới nói là ngài xuất gia bao lâu rồi vậy? Là xin lỗi ngài, ngài xuất gia bao lâu? Thì vị này nói là không lâu thưa hiền giả, có 3 năm thôi. Thì vị này mới hỏi tiếp nè, cái vị đạo sĩ này hỏi tiếp: nay ở đây chúng tôi còn hỏi các tỳ kheo trưởng lão làm gì, một khi tân tỳ kheo nghĩ rằng cần phải bảo vệ đạo sư như vậy. Cái gì biết tại sao không? Bây giờ tôi gặp một vị tân tỳ kheo, tôi hỏi mà vị này bảo vệ thầy mình như vậy, chúng tôi đây cần gì hỏi các vị trưởng lão? Bởi vì người này có cái ý khinh thường đó, đệ tử vậy thầy cũng vậy thôi, có gì đâu phải hỏi nữa. Vì hiểu chưa? Cái ngã mạn nó khởi lên, cho nên vị này đó khinh thường cái câu trả lời này, đồng thời khinh thường luôn đó là sư phụ của vị này luôn. Thưa hiền giả Samiti, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì người đó có cảm giác gì? Bây giờ cái ông này mới hỏi lại cái lần nữa đó, là ông nhắc lại ba cái ý đầu ông hỏi đó, là ông muốn hỏi về vấn đề cảm thọ. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy cái câu hỏi của cái vị đạo sĩ này đó là mục đích hỏi là khi mà mình giữ cái khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp thì mình hưởng được cái cảm thọ gì hoặc không hưởng được cái cảm thọ gì, và khi mình tu tập đạt được cái thiền chứng thì cái cảm thọ gì là cái mình hưởng được. Bởi vì trong cái pháp thế gian á, người ta hạnh phúc hay đau khổ nằm ở cảm thọ. Vì cái lẽ đó mà chúng ta thấy rằng trong cái pháp hành tứ niệm xứ á, nó có cái pháp hành thuộc về niệm thọ, để thấy cái thọ nó khởi lên trong thân của chúng ta là 24/24. Và nó không đi ra ngoài cái công thức mà thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Ba cái này nó không đi ra. Và chúng ta quan sát nó để thấy gì? Nó khởi lên, nó lại ra đi, nó khởi lên, nó lại ra đi, và nó biến đổi không ngừng. Và trong cái hành này nè, khi người ta đi vào hành, người ta tu tập đó, thì người ta tu tập về khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp, và người ta hành thiền để người ta hưởng được cái cảm thọ gì và những cái cảm thọ nó đi về đâu. Người này đang muốn nói tới cái hạnh phúc mà một cái người tu đạt được, muốn nói tới cái hạnh phúc của một cái người thu thúc lục căn thì hưởng được cái gì, cái người buông tuồng sẽ hưởng cái gì, cái người không tu tập hưởng cái gì, còn cái người hành trì tu tập giữ giới hưởng cái gì, là hưởng theo cái cảm thọ nào. Như vậy câu hỏi của vị đạo sĩ này chú trọng cái vấn đề cảm thọ trong việc giữ giới và trong việc hành thiền. Thấy rõ chưa? Hỏi pháp đấy. Người ta hỏi pháp dưới cái dạng đó. Thì cái vị tân tỳ kheo này đó không có hiểu hết được cái câu hỏi này, cho nên trả lời còn thiếu. Tân tỳ kheo mới nói nè: này hiền giả Pataliputta, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì người ấy cảm giác khổ đau. Chúng ta sửa cái dịch chỗ này chút xíu chúng ta dễ hiểu hơn. Này hiền giả Pataliputta, khi một người có dụng ý tạo tác thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, dùng chữ tạo tác rõ hơn, mặc dù hai cái cùng một nghĩa thôi, tạo tác thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì người ấy có cảm giác khổ đau. Như vậy chúng ta sẽ nói thế này thì nó rõ cái ý của cái vị này hơn. Vị này phải nói thế này: khi một người có dụng ý mà tạo tác thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp theo pháp bất thiện này, tức là ô nhiễm đây, theo cái pháp bất thiện là tham sân si đây, thì cái quả của nó phải là khổ này. Thế là gì? Mới nói có một phần thôi. Thì vậy là cái câu trả lời của vị tân tỳ kheo này đó là nói rằng khi ý nghiệp mà ô nhiễm, khẩu nghiệp ô nhiễm, thân ngọc ô nhiễm thì sẽ khổ đau. Nó nằm trong cái câu kinh pháp cú số 1: tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý không trong sạch thì đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Cái người này nói là nó thiếu một cái phần.
nhưng mà lại đi đến cái kết luận làm cho người ta nghĩ rằng là hệ cái gì mà tạo tác bằng khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp đều đưa đến đau khổ. Vì hiểu hiểu cái chỗ này chưa? Nó chưa có chi tiết ra, chưa có rõ ra, thành ra nói như vậy gây nên cái sự hoang mang. Rồi du sĩ ngoại đạo Kotaliputta không tán thán cũng không phản đối lời nói của tôn giả Sammiddhi. Không tán thán, không phản đối, du sĩ ngoại đạo Kotaliputta từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Tức là vị này là thấy rằng là cái ông này không hiểu gì hết. Thứ nhất không hiểu câu hỏi của mình, mà khi trả lời cũng lơ mơ quá, cho nên thôi không nói nữa, cho nên là đứng dậy rồi bỏ đi. Là người ta coi thường đấy. Thì như vậy là cái ông tân tỳ kheo này, ông thấy cái thái độ của vị đạo sĩ vậy thì ông cũng bắt đầu là thấy bất an rồi, cho nên mới tìm đến tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Sammiddhi sau khi du sĩ ngoại đạo Kotaliputta ra đi không bao lâu, liền đến tôn giả Ananda. Sau khi đến nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi, ngồi xuống một bên, tôn giả Sammiddhi kể lại cho tôn giả Anan tất cả cuộc đàm thoại với du sĩ ngoại đạo Kotaliputta. Sau khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với tôn giả Sammiddhi: này hiền giả Sammiddhi, đây là đề tài một câu chuyện cần phải ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Sammiddhi, khi chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, hãy trình bày lên Thế Tôn rõ ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta hãy như vậy mà thọ trì. Như vậy cái vị tân tỳ kheo này cảm thấy là nó có cái gì đó là người ta chưa có hài lòng về cái câu trả lời của mình, cho nên mình cũng không có chắc chắn là mình nói như vậy là nó đúng hết chưa, cho nên tìm tới tôn giả Ananda để trình bày cái nội dung của cái chuyện trò của mình với đạo sĩ. Thì nghe xong cái này thì ngài Anan nghĩ rằng là cái vấn đề ngoài cái tầm giải thích của mình, cho nên mới rủ cái vị tân tỳ kheo này đến là để gặp Đức Thế Tôn và trình bày cái này xem Đức Thế Tôn dạy như thế nào, nghe thế đó. Thì tới cái chỗ này nó chính là cái phần xuất xứ đã xong, tức là cái nơi chốn nè, cái duyên cớ nè, và cái câu hỏi được đặt ra. Và bây giờ đến cái phần thứ hai sẽ là cái phần nội dung. Tôn giả Ananda, rồi cùng tôn giả Ananda và tôn giả Sammiddhi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda trình lên Thế Tôn tất cả câu chuyện giữa tôn giả Sammiddhi với du sĩ ngoại đạo Kotaliputta. Như vậy chúng ta nhớ nha, đọc hết tất cả bài kinh, chúng ta thấy bất cứ ai mà có cái phước lành đến đảnh lễ Đức Phật và được hỏi pháp thì bao giờ sau khi đảnh lễ rồi cũng phải ngồi qua một bên, chứ không có ngồi đối mặt, không có ngồi đối diện, mà ngồi tránh qua một bên. Nhớ đó là cái pháp thuộc về cung kính đối với lại bậc thầy của mình. Người ta không có đối mặt, người ta ngồi qua một bên. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: này Ananda, ta chưa từng thấy du sĩ ngoại đạo Kotaliputta, thời câu chuyện này từ đâu ra? Câu này có nghĩa là Đức Phật xác nhận rằng chưa hề trông thấy mặt cái vị đạo sĩ Kotaliputta. Thì cái câu chuyện, tức là cái nội dung của cái câu hỏi này đó, là do đâu ra? Là do Kotaliputta chứ không phải là do Đức Phật nói như vậy. Người này nói không đúng. Người thế gian đó là hay làm chuyện này. Mình muốn nói cái đó, nhưng mình để cho người ta tin thì phải nhân danh cái người khác nói.
chỉ là cái người đó nói, và cái chính mình nghe cái người đó nói, mình nghe đúng hay không đúng không biết, nhưng mình nhân danh mình. Cái chuyện đó đó nó phạm cái tội bất kính, cái thứ hai đó phạm cái tội dối trá, và nó phạm cái tội lừa đảo. Đâu có phải Đức Phật nói mà mình nói Phật nói, đâu phải tự mình nghe, tự mình gặp, tự mình ghi nhận, không phải như vậy mà mình nói như vậy. Vì thế nó phạt giới. Đó là cái phần Đức Phật xác nhận rằng cái nội dung này Đức Phật không có giảng, và cũng không có ai là người đến gặp Đức Phật để Đức Phật giảng cái này cả. Này Ananda, câu hỏi đúng lý ra phải trả lời phân tách rõ ràng cho du sĩ ngoại đạo Potila Buddha lại được kẻ ngu si Samvitti này trả lời theo một chiều. Bây giờ chúng ta nói chữ ngu và chữ si. Cái vị tăng tỳ kheo này đó, Đức Phật nói đây là người ngu và si. Ngu á là không học hỏi. Si đó là nó bị che mờ, tức là nó thiếu trí tuệ về tâm linh. Có nghĩa là pháp học cũng không có, không có đầy đủ, mà cái pháp tu đó cũng không có đầy đủ, mà đi giảng bậy nói bậy. Nên Đức Phật nói là cái kẻ ngu si. Không có phải như mình dùng cái chữ ngu si để mạt sát người ta, nhưng mà chữ ngu si đây có nghĩa là cái ông tăng tỳ kheo này đó, giáo pháp thì chưa có học đến nơi đến chốn, tu tập cũng chưa đến nơi đến chốn, tài lanh đi giảng cái này cái nọ, cho nên là cái ông đạo sĩ nào mới coi thường, ông đứng dậy ông ra đi. Mà gặp cái ông đạo sĩ này cũng là cái người nói dốc nói láo, cái người nói không đúng cái sự thật. Như vậy ra lại được cái người mà không có chịu, pháp học cũng không học, mà cái pháp hành thì cũng chưa tới nơi tới chốn, cho nên nói phiến diện. Cái chữ chiều đây là nói phiến diện, tức là nói không có đầy đủ vấn đề. Khi nghe nói vậy, tôn giả U Gia Đí bạch với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nếu đây là ý nghĩa của tôn giả Samvitti nói lên, thời cảm giác gì người ấy cảm thọ là cảm giác đau khổ? Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy xem con đường sai lạc của kẻ ngu si Uyayi này. Này Ananda, ta biết rằng nếu nay kẻ ngu si Uyayi này mở miệng ra, ông ấy sẽ mở miệng đề cập một cách không như lý. Này Ananda, thật sự chỗ khởi thủy của du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi là hỏi về ba cảm thọ. Như vậy cái ông mà lanh chanh lách chách là cái ông mà Uyayi này, đã Đức Phật nói rằng là cái ông tăng tỳ kheo này đó là đã ngu si rồi. Ông này còn tài lanh đi lặp lại cái đó, tức là muốn thể hiện rằng đó, Bạch Đức Thế Tôn có phải là cái ông đó nói cảm thọ là cảm thọ khổ vậy không? Tức là ta đã nói sai rồi mà không có chịu lắng nghe. Cho nên là cái tâm của mình đó, mà mình muốn học hỏi cái điều gì đó, là cái điều đầu tiên đó, trong cái pháp đầu tiên của mình đó, là mình hãy tiếp nhận. Hãy tiếp nhận nó như là một cái mới, rồi để từ cái mới đó, chúng ta học hỏi thêm. Còn cái này nè quý vị này, cái này không phải là cái xấu của ai hết, nhưng vì nó sai nó trở thành xấu, mà nếu mình để cái đó nó khởi lên nơi mình thì mình cũng sai cũng xấu. Là vì cái sở hữu tưởng của chúng ta đó, cái sở hữu tưởng của chúng ta đó, là như sư cô nói là nó giống như một cái camera, và khi là mình tiếp nhận được tất cả nó đều in hình hết, in vào trong đó. Nhưng mà nó khác cái camera chỗ đó là khi mà nó in vô là nó có đánh dấu,
Cho nên trong chú giải có nói thế này, cái sở hữu tưởng của mình nó giống như một cái người mà thủ kho vậy đó, nó đem vô cái món này nè, nó để ký hiệu cái này là A1, nó đem vô cái món khác để là ký hiệu là A2, A3. Nhưng mà nó có đặt cái chủ đề của nó hết. Cho nên là khi cái khác vô đó, là quý vị thấy không, là nó đưa vô, nó đưa vô cái khuôn trước đó. Ví dụ đây thuộc về A1, đây là thuộc về A2, đây là thuộc về A3. Cái camera thì nó chỉ ghi vậy thôi, nhưng mà cái sở hữu tưởng chúng ta nó không những nó tiếp nhận cái đó, nó còn ghi dấu, hiểu không? Cho nên sở hữu tưởng nó còn gọi là kinh nghiệm. Nó ghi dấu vậy đặng mai mốt cái gì mà tương tự đó thì nó đưa vô cái khu vực này, cái tương tự đưa vô cái khu vực này. Vì cái lẽ đó, đó mà khi mà chúng ta học ngoại ngữ á, mà chúng ta càng lớn tuổi nào á, chừng nào á thì chúng ta nói dở chừng đó. Cái người lớn tuổi mà học ngoại ngữ đó có thể giỏi về văn phạm, có thể giỏi về cái đọc cái dịch, nhưng mà nói thì chắc chắn là dở. Mà nhỏ chừng nào á mà học ngoại ngữ thì nói là đúng nhiều hơn là sai. Mặc dù cái văn phạm, cái dịch, cái gì đó nó không bằng người lớn, nhưng mà chắc chắn là nó nói đúng. Là tại sao vậy? Là tại vì khi mà cái tiếng mẹ đẻ mình học vô á, ví dụ như mình học 24 chữ cái A, B, C rồi cách ráp dần của mình như vậy đó, thì cái sở hữu tưởng của mình nó khi xác nhận á, ví dụ như cha mẹ mình người miền Nam nói tiếng Nam là nó xác nhận vô cái giọng nó phải vậy. Cha mẹ mình người miền Bắc, người miền Trung thì nó xác nhận vô vậy. Thì nó in hình như vậy rồi. Thế bây giờ khi nó tiếp nhận cái ngoại ngữ vô, ví dụ như trong tiếng Việt mình nó có cái chữ này, cho chữ mà PH là động bằng chữ phờ rồi. Thì khi mình đưa cái chữ F vô á, thấy không? Thì mình đọc cái chữ này đó, ví dụ như F thì mình nhớ ra cái chữ phờ. Thấy không? Hoặc là khi mà nó đưa một cái chữ khác vô nữa, ví dụ như đưa cái chữ này G vô, nó không có thì mình cứ nhớ nó qua cái chữ này. Thành ra nó cứ chập chờn. Và nó rất là khó tiếp nhận, nó vô cái nó ra, nó vô nó ra. Là bởi vì nó không biết nó phải xếp loại nằm ở đâu. Cho nên là sao? Nên phải lặp đi lặp lại, viết. Mình học chữ Hán cũng vậy á. Hả, miệng mình nói là tay mình viết. Miệng mình nói tay mình viết. Và có khi đó, cái tay mình viết xong rồi nó mới nhớ. Bởi vì nó hình thành một cái thói quen cụ thể có hình ảnh. Thành ra là cái sở hữu tưởng ta khi mà tiếp nhận á, nó ghi nhận và nó đánh dấu những cái kinh nghiệm của nó. Mà mình muốn tiếp nhận cái mới đó thì mình phải là coi như lặp đi lặp lại. Thì chúng ta nhớ như vậy để đừng bao giờ nói rằng là sao mà mình học hoài nó không vô, sao mình ngu hơn người ta, hay là bây giờ đó là mình hết học nổi rồi. Đừng bao giờ hại mình bằng cái chỗ đó hết. Chúng ta nói với mình một cái chữ rất là đơn giản vậy mà sẽ thành công. Chúng ta nói tại tôi chưa quen, bây giờ tôi sẽ làm quen. Và cái làm quen bằng cách gì? Lặp đi lặp lại. Thấy không? Cái người mình mới quen là mới tiếp xúc một lần, hai lần. Nhưng mà khi cái người này đó là làm việc chung với mình ngày ngày ra vô thấy mặt rồi thì quen. Thấy không? Quen thuộc luôn. Quen mà có thuộc nữa. Tức là quen là nó lặp đi lặp lại rồi, nó thuộc về mình. Thì thấy rõ chưa? Cho nên câu kinh này đọc không thuộc, chia nó ra làm nhiều phần nhỏ và lặp đi lặp lại hoài cho đến khi nó quen rồi nó thuộc. Thì nó là của mình. Chứ đâu có ai mà thánh thần hơn ai đâu. Và cũng đâu có ai ngu độn hơn ai đâu. Nhưng chỉ là mình có siêng năng hay không, và mình mở lòng ra để tiếp nhận hay không. Thành ra chúng ta cứ lặp đi lặp lại. Tại sao mình ta lặp đi lặp lại có 3 lần ta thuộc, mà mình tới 30 lần nó chưa thuộc, phải 300 lần nó mới thuộc? Vì tiền kiếp ta có học rồi. Cho nên quý vị cũng thấy có người không, tiền kiếp ta học rồi, đời này nói qua cái ghi đúng rồi, ngày A Nan đó. Đức Phật giảng xong đời thì ngài có thể nói lại không sai một dấu phẩy. Nói chính xác luôn, cái giọng trầm bổng nhắc cái câu như thế nào thì ngài A Nan nói lại y chang như vậy. Vì tiền kiếp ngài đã thuộc hết rồi, biết hết rồi. Thành ra vì người ta trước đó đã có làm quen rồi, còn mình chưa làm quen. Thành ra ta 3 lần ta được, mình tới 30 lần, rồi có khi phải 300 lần. Bởi vì bao nhiêu kiếp người ta đã được như vậy rồi, bây giờ mình muốn bằng người ta thì mình phải ráng chứ.
Cho nên đừng có nói cái gì mình không hiểu, đừng có nói cái gì là cái đầu mình ngu, không có. Mình hỏi mình có siêng không? Có chịu khó không? Có chịu làm quen không? Và có muốn nó thuộc về mình không? Nếu muốn, hãy cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, trẻ nhỏ ra. Và cái cách thức đó chúng ta còn hiểu nè. Một cái đoạn văn, đấy là sư cô chỉ đi về sau cái gì học kinh kệ, bất cứ đọc cái gì đó, chúng ta nắm vấn đề rất là nhanh. Tại sao vậy? Ví dụ như bây giờ một cái bài, bài viết bao giờ cũng có nhập đề, thân bài, kết luận bao giờ cũng có ha. Và trong cái nhập đề nó có bao nhiêu phần đều có ha. Thân bài có bao nhiêu phần, phần chánh bao nhiêu, phần phụ bao nhiêu đều có ha. Kết luận cũng y vậy. Thì bây giờ chúng ta chia nó ra những cái phần. Mỗi một phần nó bắt đầu với một câu. Trong một câu nó có cái dấu phẩy, nó có dấu chấm phẩy, nó có dấu hai chấm. Dấu hai chấm là để giải thích cái phần nói gọn ở trên. Dấu phẩy là để nhắc hai ý có liên quan với nhau. Dấu chấm phẩy là để tách hai mệnh đề riêng biệt với nhau. Như vậy, mỗi một cái phần như vậy đó, nó có một cái từ chánh trong đó, nó gọi là con mắt, cái thần của cái câu đó. Thì chúng ta chợp ngay cái chữ chánh đó, chúng ta hiểu cái chữ chánh nó, giải chữ chánh nó sẽ ra. Được không? Cũng như để hiểu cái bài kinh này thì sư cô phải viết lên những cái phần của câu hỏi này và giải mã những cái từ trong này, để dần dần chúng ta thấy cái cách của người này nói đó, nó ngắn gọn, nó hơi khó hiểu. Nhưng nếu mình cứ từ từ mình tìm hiểu ra thì mình giải được nó, có cái gì đâu. Đúng không? Mỗi một câu nó có cái thần của nó. Nó có cái con mắt, cái chữ đó là cái con mắt của cái câu đó. Nó là cái thần của cái câu văn đó. Mình nắm được cái câu đó là hiểu. Giải được cái từ chỗ đó là nó ra ngay. Một cái bài thơ cũng vậy, nó cũng phải nằm trong cái con mắt của nó, tức là những cái từ ngữ mà nó thuộc vào cái phần mà nó gọi là cốt lõi, cái linh hồn của nó. Giải được cái đó ra là giải hết tất cả, chứ không có gì khó khăn cả. Cho nên mình phải chịu khó, mình đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại hoài để làm quen, không? Để cho nó quen thuộc với mình. Thì như vậy đời kiếp này chúng ta đã có một cái khả năng, chúng ta là tìm hiểu học hỏi vấn đề như vậy. Mà chúng ta cứ như vậy hoài thì cái kho tàng gì pháp bảo đó nó phải xuất hiện trong cái kiếp tới của chúng ta. Cho nên chúng ta gọi là gặp lại chánh pháp. Và đời này cái cách chúng ta học, chúng ta tu nó cũng như vậy. Thì chúng ta sống trong chánh pháp. Nó không những nằm trong kinh điển mà nó nằm trong cái đời sống hằng ngày của chúng ta. Thì chúng ta làm như vậy thì cái lời nguyện chúng ta phải thành tựu thôi, chứ đâu có ai cho mình đâu. Mình không có mơ mộng mà để rồi nó trở thành làm cái ảo vọng. Chúng ta có quyền mơ mộng, chúng ta có quyền ước muốn, nhưng chúng ta nói, hãy nói với mình là phải biến cái ước mơ đó thành hiện thực bằng tất cả sự chịu khó, sự cần cù, sự cố gắng, tinh tấn của chúng ta thì chúng ta sẽ thành công. Cho nên là khi mình học kinh điển cũng vậy. Khi mình mới bắt đầu vô đó, mình nói rằng trời ơi cái gì mà cứ lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại hoài nó mệt quá. Đừng như vậy. Cái đó là cái tâm sân nó cản trở mình. Mình hãy mừng, mình nhờ nó lặp đi lặp lại về. Mình mới hỏi tại sao lặp đi lặp lại hoài vậy? Thuộc đi. Để cái đoạn sau vừa đọc chữ đầu là biết rồi. Lặp đi lặp lại vậy để chi? Để nó vô, mình làm quen, thuộc lòng. Rồi từ từ đó ha, không phải lúc mình đọc nó có thể hiểu đâu. Mình đọc rồi nhưng mình nhớ, mình ghi nhận đó. Cái nó tự nó làm việc mà quý vị. Nó đưa vào trong cái sở hữu tưởng của mình. Nó giống như là nó đưa vô trong cái guồng máy của nó. Từ cái guồng máy của nó sẽ xây chuyển. Nó xây chuyển bằng cái này. Bằng cái vận hành của cái lộ ý. Khi mình tiếp nhận nó vận hành bằng cái lộ ngủ, khi đưa vào tâm nó vận hành bằng cái lộ ý, và nó vẫn làm việc vậy cho đến lúc nào nó bật ra. Cho nên khi mà mình thấy cái đời sống nội tâm của mình rất là phong phú đó, thì mình chịu khó. Lần lần quý vị thấy ai muốn làm giàu thì nên làm giàu như thế này. Bởi vì làm giàu có của không mất.
Còn chạy theo cái tài sản của thế gian á, thì làm giàu rồi có thể mất. Cái tài sản về tâm linh nó không mất. Nhiều đời nhiều kiếp thì như mà thanh niên xuất phát mà hỏi là tại sao người này có trí tuệ nhiều và người kia đó là trí tuệ ít. Nhiều hay ít là do mình làm ra chứ ai làm ra cho mình đâu. Không ai làm ra cả. Thì vậy thì cái ông mà ưa nói mà nói tầm bậy tầm bạ là cái ông Uyadi này, thì Đức Phật nói là tiền kiếp thì ông này không mở miệng ra thôi, mà mở miệng ra là nói bậy nói bạ. Cho nên là ông ấy mở ra thì đề cập một cách không như lý. Nó nằm đây, chỗ này đây, cái phân đoán này là cái chỗ mà như lý tác ý hoặc phi như lý tác ý phát sanh lên. Thì đây chúng ta nói thôi. Thầy nhớ nha, cái pháp thiện của mình nó có hai, nó có thiện và nó có thiện trí. Ở đây thì nó có tham sân và si. Khi mà chúng ta tạo tác cái pháp thiện rồi đó, thì nó ngoài cái số lượng mà nó tích lũy ở đây á, nó còn để lại một cái tiềm năng. Cái tiềm năng đó chính là cái lực mà nó gọi là cái nghiệp lực. Thì nó có nghiệp lực thuộc về thiện và có nghiệp lực thuộc về bất thiện. Và nó hình thành lên một là nơi đây là một cái ma lực, và nơi đây á, nó là một cái hùng lực. Nếu như cái hoạt động của cái phước báo của mình nhiều, cái hùng lực này nó mạnh, nó phát sinh lên, nó mạnh mẽ lên, thì cái chỗ này là cái chỗ này là khi mà chúng ta đó, các căn chúng ta tiếp xúc bất cứ cái gì thì do cái này, do cái phần mà thiện và thiện trí thì khởi lên á, thì nơi cái phân đoán này nó xuất hiện như lý tác ý, thì cái phần tạo tác này nó đi vào con đường thiện. Còn khi mà cái phần này nó mạnh á, cái phần mà cái pháp bất thiện này mạnh, cái ma lực nó mạnh á, thì khi nó đến đây thì cái ma lực nó nhảy lên liền, thì nó gọi là không như lý tác ý hoặc phi như lý tác ý. Thì cái ông Uyadi này nè, cái miệng hay nói bậy lắm, cho nên là cái phần ma lực này nó mạnh lắm, họ mở miệng ra là nói sai, mở miệng ra là nói sai. Đức Phật nói vậy là do cái nghiệp lực. Cho nên là trong cái giới của mình á, là cái giới là không nói láo nè, không nói lời hai lưỡi nè, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích nè. Mình đừng có tưởng là mình phạm nó là bình thường. Nói láo dễ dàng, nói tầm bậy tầm bạ dễ dàng, thì cái phần này nó mạnh nè. Cho nên cái lúc mà nó nhảy ra là nó không nói thôi, mà nói là nói vậy. Đức Phật nói cái ông Uyadi nè, không mở miệng ra thôi, mà mở miệng ra là nói vậy, là do cái này nè quý vị. Cho nên mình đừng có tưởng phạm giới nó đi qua rồi thôi. Chứ cô nói là cái tưởng của mình nó sẽ ghi nhận, nó hình thành cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực này nó có một cái ma lực của nó, và nó hoành hành ở trong tâm của mình. Cho nên khi mình đối cảnh mà mình muốn ứng xử đó, thì cái này nó nhảy lên, nó thành ra phi như lý tác ý. Do đó nói bậy rồi mới giật mình. Mà giật mình còn đỡ à, có khi nó không giật mình, nó còn nói vậy mà cũng không chịu nữa. Thì người ta chỉ lặp lại vậy thôi. Nhưng mà lặp lại làm gì cái sai của người ta mà. Mình tự nhiên ăn cơm hớt. Thấy không? Thầy mình mới vừa giảng, mới nói gì là không có chịu nghe, là xen vô để nói bậy. Vậy đấy. Đây là cái bệnh, nhân vật này xuất hiện là cái bệnh của tâm. Cũng như là khi mình nghe người ta giảng đó, người ta chưa giảng hết, nhưng mà cái ý của mình đó là nó khởi lên để nó chặn lại liền. Hoặc là nó đón gió, nó nói cái này chắc là phải nói tiếp cái này đây. Thấy không? Đừng có để cho cái tâm mình nó hoạt động như vậy. Mình phải dạy dỗ nó. Mình nói rằng bất cứ mình nghe ai nói chuyện gì thì đây là tiếp nhận cái mới. Mày làm ơn mày nghe cho đầy đủ giùm tao. Sau khi mày nghe đầy đủ rồi, mày muốn phê bình cái gì mày cắt ra từng phần mày nói tao nghe thử. Chớ là cái sở hữu tượng á,
Sư cô trở lại sở hữu tưởng nè. Khi mà vô mà nó không đúng với cái trước đây mà nó tiếp nhận rồi là nó đẩy trở ra. Quý vị hiểu cái lực của nó chưa? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị nghe trong kinh điển người ta nói nè, học nhiều quá thành ra sở tri chướng. Vì khi mình tiếp nhận những cái đầu tiên đó, mình in hình nó vô và mình coi rằng cái này là duy nhất, không có gì khác hơn cả. Khi cái mới tiếp vô lập tức cái này đẩy ra, thì cái mới tiếp vô lập tức nó đẩy ra, nó phản kháng liền. Cho nên cái người mới xuất gia vô đó mà mình nói người ta cãi liền đó, mình biết người này nó khó tu đó. Là vì cái sở tri chướng người ta nó nặng quá. Còn cái người ta chờ đợi để nghe cái mới thì cái người này tu được. Học pháp cũng vậy. Cho nên chúng ta hiểu tại sao mà nó có một cái phản ứng như vậy. Nó hình thành ra một cái lực, hình thành một cái lực. Bởi vì khi mà chúng ta tiếp nhận cái tốt rồi, nếu mà chúng ta khẳng định rằng nó chỉ như vậy, không thể khác hơn, nó đi vào trong tà kiến, nó nằm đây. Mặc dù mình tiếp nhận cái đúng, nhưng nó trở thành cái tà kiến ở đây, thành ra lên đây nó phản ứng lại. Rất là vi tế. Quý vị về nghe lại cái phần mà sư cô giảng về tà kiến. Và cái này là trong cái bài kinh này chúng ta sẽ gặp lại. Có những vị trời là do có đắc được cái thần thông này, đúng không? Và được tái sanh lên cõi trời. Và thấy rất rõ ràng người này như vậy nè, xấu như vậy mà được lên tới cõi trời. Chính mắt thấy rõ ràng không sai chạy thì đưa đến cái kết luận là không có ác mà cũng không có thiện, ai cũng lên cõi trời rau hết. Vì rõ ràng người ác cũng lên đây mà người thiện cũng lên đây mà. Vì người ta không biết rõ ràng là cái nhân nào khiến cho cái người ác được lên quả thiện, được hưởng cái quả thiện lên cõi trời. Ta không biết được. Người ta chỉ thấy đích thực, ta trông thấy đúng sự thật. Nhưng mà cái đúng sự thật đó mà nó đúng trong cái hoàn cảnh nào, còn mình đưa nó vào trong cái cố định là đưa vào tà kiến. Vì thấy không, mới đúng đây nó sai liền, đúng đây nó sai liền. Và chúng ta hiểu cái này để chúng ta không thắc mắc. Và tất cả những sở hữu tưởng chúng ta nó hình thành một cái kho chứa, nó tạo ra một cái lực, nó gọi là cái nghiệp lực của chúng ta. Nó nằm trong cái ma lực hay nó nằm trong cái hùng lực? Này Ananda, thật sự chỗ khởi thủy, chỗ khởi thủy là chỗ bắt đầu của du sĩ ngoại đạo Pataliputta hỏi là về ba cảm thọ. Tức là vị du sĩ này, vị đạo sĩ này muốn hỏi là kỳ ý nghiệp mình tạo tác, ý nghiệp mình tạo tác, khẩu nghiệp mình tạo tác, thân nghiệp, thì cảm thọ gì sẽ khởi sinh? Hoặc là khi mà đắc được một cái thiền chứng thì cảm thọ gì sẽ khởi sinh? Này Ananda, nếu kẻ ngu si Sammiddhi này được du sĩ ngoại đạo Pataliputta hỏi như vậy và trả lời như sau: này hiền giả Pataliputta, nếu có một ai có dụng ý tạo tác thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc thọ. Này hiền giả Pataliputta, nếu có một ai dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. Này hiền giả Pataliputta, nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến bất khổ, bất lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác bất khổ, bất lạc thọ. Như vậy là Đức Phật giảng rõ ra nghiệp chúng ta tạo tác bằng cái con đường ý, khẩu và thân. Thì Đức Phật nói rằng nếu mình tạo tác mà có cái dụng ý mà đưa đến cái sự an lạc thì cái cảm thọ hỷ lạc sẽ phát sanh. Như vậy cái an lạc nó nằm trong cái pháp thiện, cái pháp thiện dục giới và cái pháp thiền thiện ở sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Như vậy chúng ta nói gọn lại
Nếu mà cái nghiệp tạo bằng thân khẩu ý này mà đưa đến cái cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, thì cái nghiệp này nè, nó phải được tạo ra bằng con đường. Thứ nhất là bằng cái con đường thiện, bằng con đường thiện. Và cái con đường thiện có trí, tức là thiện trí. Thiện đây á, là chúng ta muốn nói đến cái người ở dục giới. Cái người ở dục giới mà làm điều thiện đó, thì thứ nhất là giữ giới, cái thứ hai là hành giới. Đó, nó là thuộc về một cái chữ giới. Và cái điều thiện nữa là chúng ta sẽ tu thiền. Thiền này, một là thiền định, hai là thiền tuệ. Như vậy nếu mà cái người này đi vào cái con đường thiện, là con đường giữ giới và hành giới, thì người này sẽ được hưởng cái hỷ lạc. Nếu người này đi vào con đường tu thiền, thiền định hoặc thiền tuệ, thì cái người này cũng được cái hỷ lạc. Thì nó từ dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới nè, rồi nó là siêu thế. Đấy, con đường thiện nó đi như thế. Như vậy chúng ta mở mặt đơn cái chỗ này cho nó dễ hiểu. Khi mà chúng ta hành cái pháp thiện và thiện trí, thì cái hỷ lạc này nó nằm trong thiện. Và cái người mà muốn tạo cái đi vào cái con đường mà không có hỷ, không có lạc, phải đi vào con đường khổ đó, thì cái nghiệp người này tạo nè, nó phải thuộc vào pháp bất thiện. Pháp bất thiện này có tham nè, có sân nè, có si. Và khi mà có tham, có sân, có si đó, là nó phải là phạm giới hoặc nó phá giới. Thì cái con đường này nó sẽ chia ra làm hai nè. Cái con đường này nó có đi vào hỷ lạc nè, nhưng mà hỷ lạc này nó thuộc vào bất thiện, và nó có đi vào khổ nè. Nó đi hai chứ không phải một. Và cái chúng sinh á, nhầm lẫn là đi vào cái con đường hỷ lạc bất thiện này gì, mà không đi vào con đường hỷ lạc thiện. Nó có hỷ lạc và có đau khổ nha, chứ không phải pháp bất thiện này nó không có hỷ lạc đâu. Cái gì nghe sư cô giảng cái tâm sân á, thì sư cô nói cái tâm sân á, nó cũng có cái ngọt ngào của nó, nhưng mà nó là loại đường này là đường hóa học, tức là ăn vô thì thấy ngọt, ngọt liệm đó, nhưng mà sau đó nó bệnh. Đây cái ngọt này nè, cái tạo tác của chúng sinh nó nhầm lẫn, nó nằm ở chỗ này. Người ta đi tìm cái hỷ lạc, không ai đi tìm cái đau khổ cả, người ta từ chối. Ngay cả cái người mà gieo rắc cái đau khổ cho người khác đó, người ta cũng đi tìm cái hỷ lạc, chứ người ta không đi tìm cái đau khổ. Nhưng mà con người ta phải đi vào đau khổ là bởi vì người ta tìm cái hỷ lạc, nhưng hỷ lạc này thuộc về bất thiện, còn hỷ lạc thiện người ta không có tìm tới. Đây, cái hỷ lạc thiện nó nằm đây, nằm từ đây nó đi xuống là hỷ lạc thiện. Còn cái hỷ lạc bất thiện nằm trong tâm thân, mà chúng ta nhầm lẫn, chúng ta không hiểu. Thông thường thì sư cô nói cái nguyên tắc của nó để cho mình có thể kiểm tra lại đó, là cái mà mình đang muốn cái hỷ lạc này, thì cái hỷ lạc này thiện hay bất thiện mình có thể kiểm tra được. Mình kiểm tra, thí dụ như mình nói nè, bây giờ tôi muốn có một cái nhà đẹp hơn chẳng hạn vậy. Thì đầu tiên muốn có cái nhà đẹp hơn nó không có xấu. Ai người ta cũng có cái khuynh hướng á, là coi như mình hưởng được cái phước báo nhiều chừng nào tốt đó, thì cái đó nó không phải là một cái gì xấu cả. Nhưng mà mình muốn một cái nhà đẹp hơn như vậy, mà mình có khả năng lương thiện chân chánh để có được hay không? Nếu mà trong cái lương thiện chân chánh mình không có được đó, mà mình muốn cho bằng được, thì mình hiểu rằng nó là không có thiện rồi. Không có thiện rồi. Thì khi mình đạt được nó,
cũng giống như cái người mà được nằm trên chăn im niệm ấm, nhưng mà dưới này là dưới cái sàn này là lửa nó bốc lên rồi mày không thân. Rồi cái tiếp theo đó, nếu như bây giờ mình đạt được cái điều này rồi, mà mình giả dụ như là khi người ta tới người ta cướp cái nhà này thì sao, và cái nhà này cháy thì sao, và cái nhà này đó bị lũ lụt cuốn trôi thì sao? Nếu như cái nhà này cháy, nếu như lũ lụt cuốn trôi mà mình sầu muộn không nguôi, thì mình biết cái hỷ lạc đó nằm ở đây, chứ hỷ lạc đó không nằm ở phần thiện. Nếu cái gì đem tới niềm vui cho mình mà mất cái này mình đau khổ, thì mình biết rằng cái hỷ lạc này nó không thiện, không thiện. Chúng ta nhớ vậy. Hay cái gì chúng ta chưa có mà chúng ta khao khát, trên đó mình đứng ngồi không yên, nó tạo nên một cái trạng thái bất an ở trong mình, thì mình hiểu ngay là cái này đó nó đang duyên với pháp bất thiện. Nhớ cái chữ duyên này nha. Nhớ nhớ cái này để chúng ta sẽ học đi học lại. Đây là cái pháp thiện. Pháp thiện này nó kể câu thông, tức là nó duyên, nó kết lại, nó có thể câu thông với cái pháp thiện. À, một cái câu thông thứ nhất của nó. Một câu thông thứ hai là cái pháp thiện này có thể duyên với pháp bất thiện. Duyên. Duyên. Duyên là nối kết, duyên là câu thông. Rồi bây giờ cái pháp bất thiện nè, nó có thể duyên với pháp thiện. Pháp bất thiện này có thể duyên với pháp bất thiện. Con đường đi của nó là như vậy. Ví dụ như bây giờ mình làm cái chuyện đó sai, làm chuyện đó sai mình hối lỗi, nhưng mà mình hối lỗi nó nặng nề, cho nên đổi mình nghĩ rằng với cái chuyện làm sai này nhục nhã mắc cỡ quá, chỉ có tự giận chết mà thôi. Thì quý vị thấy không? Cái pháp bất thiện này nó duyên với pháp bất thiện này. Còn bây giờ mình thấy mình làm sai, mình hối lỗi rồi, mình nói rằng hả, làm sai nó dày dò chịu không nổi, từ rồi sắp tới đừng làm sai nữa, bây giờ phải đổi lại làm cái gì tốt thì đừng làm sai nữa. Thì pháp bất thiện nó duyên với pháp thiện. Bởi vì trong cái hối nó là pháp bất thiện, nhưng hối này nó lại duyên với cái pháp thiện, cho nên rồi nó sẽ bình an. Cho nên là trong cái đạo Phật của mình đó, nó có cái hay thế này, là khi mình làm cái gì sai, mình làm cái gì lầm lỗi đó, mình hãy chiếu nó lên cho thật lớn để mình cho rõ. Không phải mình đưa lên bản thông cáo chung đâu, nhưng mình nói trong tâm của mình đó, mình chiếu nó lên cho rõ. Tức là mình phải nhớ rõ những cái chi tiết mình đã làm sai, nó dẫn mình đi làm sao cho nó hiện lên cho rõ ràng, cái màn ảnh nó rõ để mình thấy. Nhưng khi mình thấy tới đâu nó nhức nhối tới đó, nó thấy tới đâu nó nhức nhối tới đó. Có nhiều người không chịu đựng được cho nên không cho nó hiện lên. Còn bây giờ mình tu đó, mình hiện lên mình thấy rõ. Mình thấy rõ để mình biết cái gì? Mình biết đó, cái bất thiện mình nó tạo tác là cái gì. Biết rất rõ nó. Để khi mình nguyện rằng mình không có quay trở lại nó, thì mỗi khi mà nó quay trở lại thấy nó biết được. Thì hiểu chưa? Cũng giống như là cái hồi thời xưa đó, mà người ta bắt được một cái người ăn trộm đó, thì người ta khắc ở trên cái trán à, ăn trộm. Để làm chi, để đi tới đâu đó người ta cũng biết người này ăn trộm, một cái đánh xa. Thì mình cũng khắc sâu những cái điều sai lầm của mình như vậy đó, bằng cách mình cho nó hiện lên cho rõ ràng, mình thấy rõ nó, để mai mốt mà nó có nhảy ra nó lừa dối mình á, thì mình biết là mày sai rồi, mày là bất thiện rồi, mày đừng có dục giả tao nữa, thì mình mới tránh được. Còn không mình cũng tránh được, mình phải đối diện với nó, mình chấp nhận cái sự bất an đó để làm gì, để mình không có tái phạm trở lại. Còn khi mình không thấy rõ, mình không biết rõ đó, mình phạm hoài, quên rồi phạm lại, quên rồi phạm lại, và nó cứ chập chờn vậy, là mình không có hiểu cái nào đúng là sai. Vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái hỷ lạc này, nhớ là nó có hai. Hỷ lạc nó thuộc về pháp bất thiện, hỷ lạc thuộc về pháp thiện. Chúng ta đi tìm hạnh phúc là tìm cái hỷ lạc thiện, từ thấp tức là từ dục giới lên cái cao hơn là chúng ta tu thiền, sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền siêu thế.
Con đường hỷ lạc này đi từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Từ cái chỗ mà cái hỷ lạc do chúng ta giữ giới, hành giới ra, thì cái hỷ lạc này sẽ đạt được bằng thiền định và thiền tuệ. Đó là cái hỷ lạc thiền. Đây là cái hạnh phúc chân chính, là con đường chân chính mà chúng ta nương theo. Còn tất cả những cái hỷ lạc nào mà nó không đi vào cái con đường của giữ giới, của hành giới và của hành thiền đúng pháp, thì cái hỷ lạc đó nó sẽ nằm trong cái hỷ lạc thế gian. Đó là cái hỷ lạc của cái lòng tham muốn của chính chúng ta. Và chúng ta khi mà tham muốn như vậy á, mà nó để hình thành nên một cái khổ đau á, là nó phải giữ chặt lại, bám chặt lại. Cái này khi mà chúng ta chuyển qua tới cái phần mà chúng ta hiểu về cái thập nhị nhân duyên đó, thì chúng ta mới thấy rõ được cái vấn đề mà chúng ta nắm giữ trong những cái mà chúng ta mong muốn đó, nó như thế nào để mà nó đưa con đường tốt và con đường xấu. Tất cả chúng sinh ở trên thế gian đau khổ vì nhầm lẫn hai cái loại hỷ lạc này này. Và phần lớn người ta đi vào cái con đường hỷ lạc bất thiện mà người ta không biết. Và nếu người ta biết thì người ta cũng không làm đâu. Người ta không biết người ta mới làm. Phần lớn là do không biết. Mà cái người không biết mà làm á thì nó gọi là phạm giới. Còn cái người biết mà làm nó gọi là phá giới. Thấy chưa? Mà tại sao lại biết mà làm? Là gì đó? Cái ma lực nó mạnh quá. Ma lực nó mạnh quá cho nên là không có dùng được cái hùng lực này để mà kiểm soát cái ma lực này. Cho nên biết vẫn là, biết sai vẫn là, biết việc làm quấy vẫn làm, biết này việc này phạm tội vẫn làm, biết việc này nhơ nhớp vẫn làm. Vì ma lực mạnh hơn hùng lực. Cho nên khi nó nhảy lên trong tới cái phần phán đoán này đây, thì nó quyết định phải làm như vậy, muốn làm sao cũng. Ví dụ như có người ta biết nhân quả chứ. Nhưng người ta nói vậy, nhân quả chờ lâu quá à, mà bây giờ tiền thì cần mau, tiền thì cần có liền, cho nên thôi bây giờ cứ cái có liền có trước cái đã, rồi nhân quả tính sao. Thì bởi vì cái ma lực nó mạnh quá, cho nên người ta bất chấp, biết mà vẫn bất chấp, vẫn là. Như vậy thì Đức Phật có giảng rõ cái chỗ này đó, là cái câu hỏi của cái ông đạo sĩ này là hỏi về ba cái cảm thọ đó, cái tâm thọ khổ, cái tâm thọ lạc và cái cảm thọ xả. Thì như vậy đó, là đáng lẽ ra cái vị tăng tỳ kheo này phải trả lời rằng cái con đường thiện, phải không, con đường thiện thì nó sẽ thiện và thiện trí đưa đến hỷ lạc. Con đường bất thiện là tham sân si sẽ đưa đến cái hỷ lạc bất thiện và cái khổ ưu. Đáng lẽ trả lời như vậy thì cái vị tăng tỳ kheo này lại nói chưa có đủ. Nếu trả lời như vậy này Ananda, kẻ ngu si Samdhi đã trả lời một cách chân chánh cho du sĩ ngoại đạo Pataliputta. Và lại nữa này Ananda, những kẻ du sĩ ngoại đạo ngu si kém học, họ sẽ hiểu được đại phân biệt về nghiệp của Như Lai. Này Ananda, nếu ông nghe Như Lai phân tích về đại phân biệt về nghiệp. Như vậy chúng ta nói về với một cái người ta không hiểu giáo pháp như là cái ông đạo sĩ này. Và ổng cũng bị mê mờ, cho nên là ổng rất là khó tiếp nhận những cái giáo lý thâm sâu này. Thì đáng lẽ ra cái vị tăng tỳ kheo này đó là phải giải thích rõ từng phần một, chỉ dẫn cái con đường đó thì cái người đạo sĩ này người ta hiểu hơn. Nhưng mà bên nào cũng là không có chịu học hỏi kỹ về giáo pháp, cũng không có tu tập đúng giáo pháp, thì cả hai bên như vậy, cả hai người là chỉ làm rối ren mà thôi, chứ không có được lợi ích gì cho cả hai cả. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện Thệ, nay đã đến thời. Thế Tôn hãy phân tích đại phân biệt về nghiệp. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Ngài A Nan có nói là bây giờ cũng đã đến thì rồi, đã đến lúc rồi. Thì Đức Thế Tôn đó giảng rõ hơn, giảng kỹ hơn
về cái nghiệp phân biệt này để cho chúng con có thể hiểu rõ và chúng con tiếp nhận và chúng con sẽ thực hành như vậy. Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Quý vị thấy Đức Phật nói không? Hãy nghe và khéo tác ý. Đây, khéo tác ý nằm ở đây. Lắng nghe đi, nghe để tiếp nhận cái mới, chứ không phải đó nghe để mà nói rằng cái việc này đó đúng hay sai theo cái khả năng hiểu biết của mình. Đa số chúng ta thất bại trong cái việc học của mình là ở chỗ đó, khi chúng ta tiếp nhận cái gì đó, chúng ta tiếp nhận coi nó có trúng ý mình không. Trúng ý của mình là người đó đúng, mà sai ý của mình là người đó sai. Chúng ta chết ở cái chỗ sở tri chướng này. Do cái sở hữu tưởng chúng ta đó, nó có cái khuynh hướng làm việc như vậy. Cho nên là chúng ta hãy khéo tác ý ở chỗ là bây giờ Đức Đạo Sư đang giảng chúng ta, thì chúng ta phải mở rộng ra, cũng như chúng ta mở cái trang giấy tinh khiết nhất, chưa có một cái vết mực nào, chưa có một cái dấu chấm phẩy nào, để chúng ta ghi nhận toàn bộ cái này, thì đó là phước lành của chúng ta. Vậy thì chúng ta nghe cái gì cũng vậy, chúng ta nên nghe bằng một cái trang giấy trinh trắng của mình, chép lại cái đó cho đúng. Và sau khi chép lại rồi thì chúng ta dùng cái khả năng phân tích, khả năng phán đoán của chúng ta để chúng ta hiểu. Bởi vì Đức Phật có nói rằng là ngay cả lời của Đức Thế Tôn giảng đó, mình cũng không có vội tin. Vì thấy rõ cái chỗ này không? Không có vội tin. Bởi vì chúng ta tin mà với cái gọi là giống như là nó có mê tín một chút đó, thì chúng ta không có thành công được. Mà chúng ta phải tin sau khi chúng ta đã tìm hiểu, đã phân tích, đã suy xét kỹ rồi. Nhưng mà mới là giai đoạn đầu. Giai đoạn 2 là sau khi tìm hiểu, phân xem xét, hiểu biết, thấy nó đúng rồi, ứng dụng cho đúng và thành tựu được không? Thành tựu được thì chúng ta tin được, đó gọi là chánh tín của người Phật tử. Đâu có tin liền. Thành ra cái nguyên tắc của chúng ta là hãy ghi nó bằng cái tờ giấy trắng. Ai nói cái gì chúng ta lắng nghe. Chúng ta nghe rất nhanh. Nghe cái hiểu liền, bởi vì mình không có cái lực phản kháng ở bên trong. Còn nếu mình nghe mà mình để câu thông với cái vốn liếng của mình ấy, thì nghe tới đâu mà nó trúng ý thì đúng, không trúng ý thì sai. Vì cái lẽ đó mà chúng ta không có để cho cái trí tuệ mình phát sanh được, mà mình chỉ là đưa vào những cái kho mà mình đã có sẵn để mình xếp vào trong cái kho đó thôi, chứ mình hoàn toàn không kiểm soát. Như vậy cái phần mà thuộc về cái trí tuệ, mà thuộc về tâm linh, kể cả một cái trí tuệ thuộc về sở hữu tưởng là trí thông minh của chúng ta kém. Chúng ta ghi nhận cho đầy đủ hết đàng hoàng, và sau đó chúng ta làm việc trên cái chúng ta ghi nhận chính xác. Còn khi mà chúng ta không làm cái động tác thứ nhất này, mà chúng ta bỏ qua cái động tác thứ nhất, chúng ta vừa ghi nhận vừa phản ứng, vừa ghi nhận vừa phản ứng, là một chút sẽ lệch lạc liền. Và nó không làm cho cái đời sống nội tâm chúng ta tươi trẻ và phong phú. Cái đầu chúng ta trẻ mãi không già ở chỗ là chúng ta luôn luôn là lắng nghe và tiếp nhận những cái mới, đầy đủ với tất cả những cái mới. Sau khi xong đời chúng ta xử lý cái thông tin này. Chứ chúng ta không vừa nghe vừa xử lý, không vừa nghe không vừa xử lý. Nghe hết, ghi nhận cái thật đầy đủ, sau đó xử lý thông tin. Trí tuệ của chúng ta là xử lý những cái gì, những cái thông tin gì chúng ta tiếp nhận được, và chúng ta ứng dụng những cái chúng ta đã xử lý. Còn nếu không, chúng ta bị những cái ma lực này, nó sẽ hoành hành trong tâm. Đức Thế Tôn nói như sau: Này Ananda, có bốn loại người có mặt ở đời này. Thế nào là bốn? Ở đây này Ananda, thứ nhất có người sát sanh, thứ hai có người lấy của không cho, thứ ba có người sống tà hạnh trong các dục, thứ tư có người nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm. Đó là bốn hạng người. Phần sau chúng ta tiếp theo: có tham dục, có sân hận, có tà kiến,
Sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Thì chúng ta ghi nhận cái này để chúng ta biết chỗ này, chứ nếu không đó là không có hiểu rõ. Bây giờ có bốn người, bốn hạng người nè. Cái thứ nhất á, là chúng ta thấy là có người sát sanh, tức là cái người mà nó phạm cái giới thứ nhất, sát sanh. Cái hạng người thứ hai là hạng người trộm cắp, lấy của không cho, tức là phạm giới thứ hai. Hạng người thứ ba là cái hạng người tà hạnh trong các dục, tà hạnh là phạm giới thứ ba. Và cái thứ tư là nó phạm vào cái khẩu nghiệp. Bốn cái. Và những ai mà phạm bốn cái này, nó đều gói trong cái giới thứ năm mà Đức Phật không nói, nhưng mà nó trùm phủ lên đây. Đó là những cái người mà cái người đó đó có cái phần mà gọi là tham dục. Những người này có sân tâm, và những người này có tà kiến. Tà kiến đây là si. Như vậy bất cứ ai phạm giới nào đi nữa thì cũng đều có cái đi kèm theo cái phần sân sân si này. Tất cả các cái giới đều phạm. Ví dụ như mình nói một trong những cái phần rất nhỏ của cái tham. Tham là dính mắc vào cái gì đó, ưa thích cái gì rồi dính mắc vào trong đó, không có nhả ra. Bây giờ cái tham mà thế gian thường hiểu đó là ăn cắp ăn trộm, lấy của người ta, thì có người lấy của người khác là do tham, có người lấy do sân. Ví dụ như người ta đeo hộp xoàn vàng, mình muốn cái hộp vàng xoàn đó cho nên mình mới ăn cắp của người ta hoặc là ăn cướp của người ta, thì nó gọi là tham. Nhưng có những người lấy cái đó không phải tham, ghét, thấy đó, đeo ba cái đồ đó nhõng nhảnh thấy ghét, không lấy rồi dục đi, hoặc lấy là cho người khác để cho nó bớt cái đẫm đẫm của nó đi, thì nó là do ghét mà nó lấy, chứ không phải do tham nó lấy. Cho nên là trong tất cả những cái pháp này đó, là nó đều chứa đựng những cái phần bất thiện đây thôi, những người phạm giới. Bây giờ ở đây là chúng ta thấy thông thường đó, là trong cái giới của mình có nói này, là con cố ý tránh xa sự tà dâm. Mà ở đây tại sao lại nói tà hạnh? Cái người ở cõi dục thì thích hưởng cái dục lạc, tức là những cái điều mong muốn mà đưa đến cái hỷ lạc cho người ta, thì người ta thọ hưởng cái đó, gọi là thọ hưởng cái dục lạc. Cái này nó gọi là tà hạnh trong dục lạc, là ở chỗ như thế này. Khi mà cái dục lạc của cái thế gian này, nếu mình có phước thì mình được hưởng, có phước rồi được hưởng. Nhưng mà cái phước này mình hưởng đó, biết đủ thì đó là biết thu thúc cái lực căn của mình. Còn bây giờ mình không có phước mà mình đòi được hưởng, không có phước hoặc là thiếu phước mà được hưởng như cái người dồi dào phước, thì phải đi con đường bất chánh mà hưởng được cái này, thì nó là sai lạc rồi. Cho nên hạnh đây là nó do cái chữ hành mà ra. Hành này nó có cả hai cách đọc, ba cách đọc nữa, nó là chữ hàng nữa. Nhưng giờ mình nói chữ hành đây là nó là hành động đó. Chữ hành đây, chữ hạnh đây đọc là hạnh, cũng là cái hành động. Nhưng mà hành động thuộc về thiện thì người ta gọi là hạnh. Còn cái hành động mà một là chưa có rõ thiện hay ác thì nó là chỉ là hành động thôi, chứ chưa có khép vào cái khuôn phép là thiện hay bất thiện. Thì đúng ra là cái này phải nói là tà hành, chứ không phải tà hành, chứ không phải tà hạnh. Nhưng mà thôi, nói cái nào cũng được. Tà hạnh trong dục lạc, tức là cái sự mà hưởng cái phước mà về hỷ lạc ở thế gian này, nó đi cái sự thiên lệch,
Và khi chúng ta thấy đây là con đường chân chánh nè, con đường thiên lạc này, nó phải lệch qua một bên, lệch qua một bên, nó lệch qua một bên. Cái tà này là nó nghiêng qua, nó lệch qua, tức là nó không đi đúng đường nữa, mà nó đi sai lạc qua một bên. Thì cái tà hạnh trong dục lạc này đó, nó làm cho người ta đó hưởng quá cái mức cho, quá cái mức vừa đủ. Người ta không biết thế nào là vừa đủ, người ta luôn luôn quá cái đó, hoặc dưới cái đó. Nhưng mà thông thường người ta quá. Ví dụ như mình nói này, những người Tây phương đó, nhà người ta lúc nào cũng có rượu hết. Và mình bước chân vô là người ta mời mình uống rượu. Nhưng người ta rất khinh những cái người nhậu nhẹt. Tại sao cùng uống rượu mà lại khinh cái người nhậu nhẹt? Vì cái thời tiết lạnh nên mình bước chân vô, người ta rót cho mình một chút rượu vậy, uống để cho ấm. Hoặc là trước khi ăn cơm, người ta mời mình một chút rượu về mình uống, để cho cái ăn uống tiêu hóa của mình nó dễ. Rồi thôi, không ai mà nói rót thêm tôi nữa, mà cũng không ai là nói phải rót hết tất cả không. Tất cả đều biết rằng người ta mời mình một cái chung rượu khai vị vậy là đủ rồi. Trời lạnh mình tới, người ta mời một chút xíu vậy là đủ rồi. Không ai xin thêm, không ai làm gì hết, là nó vừa đủ rồi. Ta sử dụng rượu mà nhà nào người ta cũng sử dụng rượu hết, không có nhà nào người ta không sử dụng. Nhưng mà cái người nhậu nhẹt là cái người đó chỉ muốn uống cho thật nhiều, uống cho thật nhiều để mà thọ hưởng những cái cảm giác mà mình muốn hưởng. Và chính như vậy đó là nó hưởng cái dục lạc này nè. Trong cái sự sai lợi của nó gọi là tà hạnh trong dục lạc. Nhưng mà tại sao trong cái giới á, lại nói là rút gọn trong cái tà dâm thôi? Vì chúng ta hiểu là khi người ta hưởng dục lạc á, nó có sự tham dự của 6 căn. Có khi 1 căn, có khi 2 căn, có khi 3 căn, có khi 4 căn. Nhưng mà cái tà dâm á, tức là cái quan hệ nam nữ của người nam với người nữ đó, thì tất cả các căn này nó đều thọ hưởng hết. Nhưng nó khi đến một cái mức quá đáng thì nó gọi là tà dâm, nó không đúng pháp nữa thì nó gọi là tà dâm. Ví dụ như mình có chồng có vợ rồi mà mình lan chạ với chồng vợ người ta là tà dâm. Bây giờ đây là cái người đàn ông đã có vợ rồi, mà đây là cái cô này chưa chồng. Cô này chưa chồng là tài sản của cha mẹ rồi. Cha mẹ cũng không còn thì đây là tài sản của dòng tộc rồi. Mà mình đến mình lan chạ với người ta, trước là phản bội vợ nhà, sau nữa là mình đụng vào cái tài sản người ta không cho phép, có nghĩa là mình trộm cắp. Và mình quá mức cho phép, như vậy cái người này là tà dâm. Bây giờ chồng vợ là quan hệ nam nữ là chân chánh, nhưng khi cái người vợ mình á, có cái tâm trạng không vui, hoặc cái người vợ mình nhuốm bệnh khó chịu trong người, mà mình vẫn là bắt buộc người ta như vậy, thì cái đó là tà dâm. Rõ ràng nó là như vậy. Tại sao mình nói tà dâm mà không nói cái tà hạnh? Bởi vì cái này nổi bật nhất, dễ phạm nhất, dễ thấy nhất. Cũng như trong giới thứ nhất có nói rằng con cố ý tránh xa sự sát sanh, bởi vì sát sanh là cái đỉnh cao của cái ác nghiệp trong cái giới thứ nhất. Nhưng mà nó sẽ đi từ thấp tới cao, từ cái chỗ mình nổi nóng cho đến đổi mà mình sân, mà đến đổi mà nó độc có trong đó, nó cực kỳ được kinh khủng trong đầu của mình, để mình mới tạo ra cái ác nghiệp. Thì cái đó đi từ thấp đến cao, nó gọi là đi từ cái cao nhất đó, đi từ cái mà dễ thấy nhất gọi là cái thô, tới cái vi tế trong cái tâm của mình đó, thì nó gọi là những cái giới thuộc về vi tế. Cho nên nó tà hạnh trong dục lạc á, nó là những pháp đi về vi tế và rất rộng. Nhưng mà cái tà dâm á là cái thô đỉnh cao, nó dễ thấy. Bây giờ nó tà hạnh như thế này, bây giờ ăn khoai mì thôi nó ngon quá, mà cái bụng nó no rồi mà nó ngon quá, cho nên ráng ăn thêm cái gì đó. Là vì để nó hưởng có một cái phần cảm thọ, có một chút xíu là ngay cái lưỡi đi tới đây là nó xuống tới cuốn họng là nó hết rồi, thì nó mới đi tới bổi thực chứ, nó đi tới chỗ bệnh hoạn chứ. Thành ra cái tà hạnh trong dục lạc á là nó sử dụng quá mức cho phép.
nó đi lệch lạc trong những cái hành động của mình, trong cái cách mình tạo tác, trong cái cách mình xử lý, mà nó đi quá đáng thì nó gọi là tà hạnh. Thì tất cả chúng ta đây nè đều phạm tà hạnh trong dục lạc. Nhưng mà tà danh có người phạm, có người không. Còn tà hạnh là phạm hết. Khi chúng ta không kiểm soát là chúng ta bị phạm. Và Đức Phật có nói này, khi một cái người mà nó phạm vào cái tà kiến này, tức là cái si nó phát sanh đó, là nó nằm trong cái giới thứ năm á, mà khi cái này nó đã khởi lên rồi thì tất cả các giới đều phạm dễ dàng hết. Cho nên đây Đức Phật nói có bốn hạng người thôi. Hạng người phạm giới thứ nhất, hạng người phạm giới thứ hai, hạng người phạm giới thứ ba, hạng người phạm giới thứ bốn. Nhưng tất cả bốn cái người này nè đều do những cái pháp bất thiện thuộc về các nhân tham sân và si này nó hoành hành trong tâm, cho nên mới phạm giới. Rõ không chị? Và cái mà Đức Phật dạy chúng ta là khi nào mà chúng ta không kiểm soát được cái tâm của mình đó, thì cái khi đó cái tâm mình nó sẽ đi vào trong cái sai lệch đó. Và lần trước sư cô có nói là nhiều lần sư cô nói này, cái kiểm soát đó nó sẽ nằm ở trên này đây, nó sẽ nhìn xuống, nó chiếu vào đây và nó thấy hết cả hai đấy. Cái kiểm soát nó nằm, cái trí tuệ chúng ta sẽ soi xuống. Cho nên nhiều khi đó, ví dụ như sư cô thấy nè, thấy những người mà người ta làm những cái việc lớn, hoặc là những người lớn tuổi đó, bao giờ người ta cũng có những cái giờ người ta ngồi yên, có thể người ta uống nước trà đó, cái gì đó người ta ngồi yên, người ta ngồi cái chỗ đó không có ai, là để người ta suy gẫm. Cái chữ suy gẫm đó là để làm gì? Để tất cả những gì đã qua đó, thì cái sở hữu tưởng của mình bây giờ nó mới chiếu cái màn hình lên cho mình coi. Khi nó chiếu cái màn hình lên coi đó, mình mới nói là cái chỗ nào làm được, cái chỗ nào tốt và cái chỗ nào không tốt. Thì họ đang dùng cái trí tuệ này đây, nhưng mà vì cái đối tượng này nó thuộc về cái cảnh pháp, tức là họ xem xét trở lại nó hơi chậm rồi, thì cái này nè, thì cái này nè, nó cũng vẫn là một cái trí tuệ về tâm linh để kiểm soát, để soi sáng. Cho nên thông thường khi mà chúng ta làm á, là chúng ta do cái nghiệp lực nó thúc đẩy chúng ta làm, mà chúng ta đó thiếu cái sự suy gẫm, thiếu cái sự kiểm tra, thiếu cái sự kiểm soát. Còn khi chúng ta hành thiền đó, là vì chúng ta tập nhìn vào đề mục bên ngoài, nhìn vào đề mục bên trong quen rồi, cho nên khi khởi lên thì trí tuệ chúng ta kiểm soát được. Nó khác nhau ở cái chỗ là chúng ta có ý thức ra được tất cả những gì đang hoành hành nơi thân khẩu ý mình hay không, mình có kiểm soát được hay không, rồi mình có thể ngồi lại để kiểm điểm tất cả hay không. Thì chỉ khi nào chúng ta làm công việc đó thì có nghĩa là chúng ta giúp cho cái trí tuệ về tâm linh của mình có điều kiện để khởi sanh và phát triển. Còn không, chúng ta sống trong cái đời này đó, chúng ta chịu sự dục dã của cái dòng đời. Cái dòng đời này là hai cái con nước, không? Nó là một dòng chảy mà nó hai cái kênh nước, một cái kênh nước đen và một cái kênh nước trắng. Nó chảy, nó thành ra một cái biển đời trong tâm chúng ta đó. Nó chỉ là đưa những cái lớp sóng lên cao và xuống thấp, nó đưa những lớp sóng lên, nó cuồn cuộn trong cái đời sống chúng ta, nó hòa quyện mà chúng ta không có thể hiểu được cái chỗ nào là tốt và cái chỗ nào là xấu. Chúng ta trộn lẫn nó tại chỗ đó, chúng ta thiếu cái chỗ kiểm soát này. Vì vậy cái tà hạnh trong dục lạc là cái mà tất cả chúng ta đây khó thoát ra. Cũng như đó, cái giới thứ nhất á, là cái sát sanh á, nhiều người không phạm, nhưng mà cái nỗi nóng thì phạm hết ráo, không có ai không phạm cả. Chứ đâu phải là cái năm giới này nó dễ giữ đâu. Thành ra chúng ta phải cố gắng hành trì như thế nào để giảm bớt cái nỗi nóng mình lại. Chứ còn nói mà không nổi nóng là cái chuyện đó chỉ có Phật mới không nổi nóng thôi. Thế là cái người ta hoàn toàn thoát khỏi cái ô nhiễm mới thoát được thôi. Còn mình vẫn còn bị ô nhiễm mà. Cái dòng nghiệp xấu nè, cái kênh nước đen này, nó vẫn lặng lẽ chảy trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Và nó thì thầm suốt ngày đêm mà chúng ta đây không kiểm soát mà được. Tại nó nói
những cái lời đó vừa với cái khuynh hướng tham dục của mình dữ lắm. Nó nói, tại sao không biết ăn ngon vậy? Tại sao người ta mặc đồ đẹp còn mình không chịu mặc đồ đẹp vậy? Tại sao người ta sắm cái xe vậy mình cũng sắm cái xe vậy? Nó dụ mình hưởng mà. Nó dụ mình đó, là phải đặt mình vào cái vị trí trung tâm của vũ trụ, mình phải hơn người khác mới được. Kém quá coi sao được. Ngày đêm nó thì thầm như thế, nhưng mình không biết nó là ai. Mình tưởng nó là mình. Quý vị coi những cái, coi những tuồng hát bội, những cái tuồng cải lương á, hoặc là ngay phim ảnh á, thì người ta thường chia ra nó gọi là nịnh thần với trung thần. Mà quý vị thấy không, nịnh thần, gần nịnh thần sướng hơn gần trung thần. Nịnh thần nó xúi hưởng không à, mà nó bày ra cho hưởng nữa. Còn trung thần nó nói không có hưởng nha, không có phải dễ nha. Bày ra mà làm lễ cho lớn đó, là làm cho dân đói khổ đó. Vừa phải thôi. Dân qua kết đèn cho nhiều, hoàng cung làm cho rực rỡ, mời khách cho nhiều, có biết là dân đói khổ không? Trung thần nó nói vậy. Còn định thần nó nói, có cái dịp này mà không có mời được khách khứa thì lấy đâu mà giao hảo. Có cái dịp này mà không để cho thần dân người ta bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ với lợi quân dương bằng cách là người ta cống hiến những cái của quý này, những cái sản vật không thể có được, thì cơ hội nào mới có được. Thì thấy không? Nó nói. Và cái nịnh thần đó chính là cái tâm tham. Và trung thần đó chính là cái trí tuệ đây, nó thuộc về thiện pháp đây. Mà ta nói trung ngôn thì nghịch nhĩ, nói thẳng quá, nói đúng quá, nghe mệt cái lỗ tai lắm. Cái khuynh hướng của chúng ta đi trong tà hạnh khỏe hơn là đi trong cái hạnh chân chính. Buông thả cho mình tới đâu hay tới đó nó khỏe vô cùng. Mà biểu phải giữ cái này, giữ cái kia, giữ cái nọ. Tại sao người ta thích sai? Một trong những điều người ta thích sai đó là ở chỗ ta muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, muốn ứng xử sao ứng xử. Bởi vì ta thấy người sai, ta không nói nữa, cho nên nhân vào cái đó để mà cái phóng vật của mình nó được lẫy lừng lên. Mà cái phóng vật mà nó lên cao chừng nào thì cái mê mờ đó, cái mê mờ nó càng mạnh mẽ chừng đó mà chúng ta không biết, thấy không? Những cái cảm thọ này kinh khủng lắm. Cái gì thấy người ta chết không? Thanh niên mới chết không? Nó chết vì cái cảm thọ gì? Nó cái cảm thọ nó thuộc về cái lỗ tai, thấy không? Cái tà hạnh này thuộc về lỗ tai, tức là nó nghe cái tiếng gầm rú của cái xe của nó chạy, nó mới đua xe. Cái cảm thọ này nó thuộc cái gì? Nó thuộc về vận tốc. Nó thích thú trong cái sự nguy hiểm giữa cái lằn tơ kẻ tóc của cái sống và cái chết mà nó còn sống được, thì cái đó là cái mà nó vui sướng tới tột đỉnh. Nó bị nô lệ vào cái cảm thọ, và tất cả cái này là dục lợi. Một cái người phê ma túy nó cũng nằm trong cảm thọ, người uống rượu cũng nằm trong cảm thọ, người đua xe cũng nằm trong cảm thọ, người đánh bài cũng nằm trong cảm thọ. Kể cả người ngày đêm chỉ có biết làm giàu thôi cũng là trong cảm thọ. Và cái cảm thọ này nó không những là nó nằm trong cái hỷ lạc mà nó còn kết với cái tà kiến. Ở chỗ nào? Mình càng giàu thì cái con người của mình nó càng được tiến tâm, càng được trọng vọng. Vì thế tại sao trong lớp có học sinh cá biệt? Là tại vì nó không đi con đường chân chính được, nó không học giỏi được, nó không có nghiêm túc theo cái nhà trường được. Cái em mà nó học giỏi, nó đàng hoàng đó, là nó được khen tặng, nó được phần thưởng. Bây giờ nó đi con đường này không được, đi qua một bên, chọc quậy phá phách để ai cũng kêu tới tên mình. Còn kêu mà chửi hay kêu gì cũng thành vấn đề, miễn có kêu tới tên mình, miễn có nhắc tới cái chuyện mình, như vậy đủ rồi. Nó nằm trong cái tà kiến của thuộc về cái ngã đây, quý vị thấy không? Mà đừng có tưởng con nít mới như vậy, mình đây cũng vậy luôn. Mà nó nâng cái ngã mình lên đó là
tự nhiên là nó tấu tâm mặt mũi hết rồi là nó chịu liền. Cho nên định sướng hơn là nghe cái lời người ta nói trung thực với mình. Thu thúc lục căn thì không thích đâu, buông thả thích hơn. Cho nên cái tà hạnh trong dục lạc mà cái khuynh hướng của chúng sinh ở cõi dục, và chúng ta sinh ra trong cõi dục, đừng nghĩ rằng chúng ta thoát khỏi cái khuynh hướng đó. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi khi chúng ta kiểm soát nó mà thôi, chúng ta ý thức ra nó mà thôi. Hồi nào chúng ta ý thức, hồi nào chúng ta kiểm duyệt được chúng ta thoát. Hồi nào chúng ta không ý thức, không kiểm duyệt thì không thoát. Như vậy trong bốn cái hạng người mà Đức Phật nói đây đó, thì xin nhớ là có mình ở trong đó. Có mình ở trong đó, cho nên Đức Phật mới nói là những cái người mà phạm giới này đây nè, nhớ nha, mình có phạm giới nha, là sau khi thân ngoại mạng chung, người đấy đọa vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục, tùy theo phạm giới nặng hay nhẹ. Như vậy mình có phạm giới, phạm nhẹ nhẹ ăn chút. Có nổi nóng thôi đừng chửi, mà có chửi rồi đừng đánh, mà có đánh rồi đừng giết người ta. Chứ còn nói mình không phạm giới là không có, đúng không? Phải biết rõ như vậy, mình có phạm giới và mình cố gắng để mình sám hối, mình bớt lần, đó là cái con đường tu của mình. Rồi chúng ta tạm ngừng ở đây, và lần sau chúng ta sẽ đi chi tiết hơn.